Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 10. 2. Tôi đi cùng với mọi người, nghe Đinh Dũng nói vậy, Dương Phàm cũng vội đi theo. Những người còn lại đều nhìn Đinh Dũng không nói lời nào. Đinh Dũng nhìn cả đám người, nhướng mày nói, mấy người cũng về nhà đi. Cảm ơn anh, Bân Tử và vợ cậu ta vội cảm ơn. Anh Đinh, chúng tôi, gã đàn ông gian rảo kia và mấy người đi cùng hắn cũng muốn rời khỏi đây. Bọn họ cũng chẳng có tiền mà góp vào chỗ hơn 2 triệu tệ. Có điều Đinh Dũng sao có thể đưa bọn họ đi theo chứ? Anh cười lạnh nhạt, nói các người cứ đi với Phùng thiếu gia của mình đi. Nói rồi, Đinh Dũng và mấy người phía mình đi ra ngoài. Nhân viên phục vụ không ngăn Đinh Dũng lại, thấy cảnh này, gã đàn ông ngồi với Phùng Gia Hào nói, dựa vào đâu mà bọn họ có thể đi còn chúng tôi thì không thể. Vì anh Đinh là một vị khách quan trọng của chúng tôi, và lại bọn họ cũng đã trả một nửa rồi. Nhân viên phục vụ kia không tiết lộ thân phận của Đinh Dũng, chỉ nói là vị khách quan trọng. Nhưng câu này đến tai những người khác thì lại không hề đơn giản như vậy. Một người mà có thể khiến trang viên Thanh Long liệt vào danh sách khách hàng quan trọng thì chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Có lẽ bọn họ sai rồi, Đinh Dũng căn bản không phải là một gã ở dễ ăn hại như người ta nói, mà là một đại gia giàu có, nếu không thì sao anh ta có thể được liệt là khách hàng quan trọng của trang viên Thanh Long được. Nếu không anh ta sao có thể lái chiếc siêu xe đến đây được? Phùng thiếu gia, giờ chúng ta phải làm sao? Gã đàn ông mặt gian rảo đột nhiên thấy hối hận vì đã theo Phùng Gia Hào. Có điều nghĩ tới chức vụ giám đốc có thể làm, hắn ta như được an ủi hơn một chút. Nhưng nào ngờ hắn ta còn chưa định thần trở lại thì Phùng Gia Hào đột nhiên nạt lại, cả đám ăn hại, còn thế nào được nữa? Gom tiền lại. Chỗ tôi tổng cộng có 1 triệu tệ, 1 triệu còn lại mấy người các cậu gom lại đi. Phùng Gia Hào chỉ vào mấy người phía người đàn ông gian rảo. Hả, 1 triệu tệ, mấy người chúng ta gom làm sao mà đủ, nghe vậy, gã đàn ông mặt mày gian rảo cứng đơ mặt. 1 triệu nhân dân tệ có bán cả mấy người bọn hắn đi cũng không gom đủ tiền. Gom không đủ cũng phải gom, gọi điện cho người nhà các cậu, nếu không thì đừng hòng đi ra khỏi đây. Phùng Gia Hào không dám ép những người cùng bàn bỏ tiền, chỉ có thể ức hiếp mấy người phía gã đàn ông gian rảo kia. Còn lúc này, Đinh Dũng lại đưa mấy người ra khỏi trang viên Thanh Long. Sau khi tiễn bọn họ rời đi, anh mới quay sang Dương Phàm, hỏi em không đi sao? Hả, Dương Phàm sững người, hỏi lại, hai người không đi sao? Bọn anh không đi, không để cho Hàn Phương Nhiên trả lời, Đinh Dũng đã lên tiếng trước. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên mới liếc anh một cái, hỏi, không về thì ở đâu chứ? Ở đây, Đinh Dũng chỉ lên trên núi, cười nói. Không phải em muốn sống ở trên kia sao? Anh đã mua một căn biệt thự ở đây, đã tu sửa xong xuôi cả rồi. Thật hay giả vậy chứ? Em nghe nói biệt thự ở đây đắt lắm, Dương Phàm bụng miệng, tỏ vẻ không sao tin nổi. Có điều nghĩ tới vừa rồi Đinh Dũng có thể vung ra cả hơn 2 triệu tệ, cô lại thấy có lẽ Đinh Dũng không nói dối. Nhưng Dương Phàm tin rồi thì Hàn Phương Nhiên lại không tin. Cô biết rõ một căn biệt thự rẻ nhất ở đây cũng phải trên cả 100 triệu nhân dân tệ. Đinh Dũng có thể bỏ ra hơn 2 triệu nhân dân tệ quả thực khiến cô phải bất ngờ, nhưng 2 triệu nhân dân tệ và hàng 100 triệu nhân dân tệ là khoảng cách vô cùng xa xôi. Được rồi, anh đừng đùa nữa, chúng ta về nhà thôi, nghĩ tới đây, Hàn Phương Nhiên liếc Đinh Dũng. Mai em còn phải đi làm sớm, đi thôi. Vốn dĩ Đinh Dũng đều đã chuẩn bị xong xuôi, cho công nhân tu sửa hoàn thành nhiệm vụ trong tối nay. Anh muốn cùng Hàn Phương Nhiên trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp ở nơi này nhưng nào ngờ Hàn Phương Nhiên lại không tin. Thế nhưng anh cũng không giải thích gì thêm, Hàn Phương Nhiên đã muốn về nhà thì về nhà vậy. Vì lái 2 xe nên Đinh Dũng lái chiếc siêu xe của mình còn Hàn Phương Nhiên đưa Dương Phàm về. Đinh Dũng về nhà thì không lên tầng luôn mà ở trong nhà để xe ở tầng dưới đợi một lát, cho tới khi Hàn Phương Nhiên lái xe về, anh mới lặng lẽ xuống xe, cùng cô lên tầng. Xuyệt. Đừng làm mẹ em tỉnh dậy, Hàn Phương Nhiên nói khẽ với Đinh Dũng, xem ra cô sợ gặp phải Lâm Hồng Ngạn. Đêm nay được định là một đêm không yên bình. Đêm nay, cả thành phố Kim Châu đều lũng loạn, thế lực nhà họ Trương ra tay, nhanh chóng giành lấy địa bàn khiến cho hội Hắc Mã, thậm chí là cả thành phố Kim Châu không kịp trở tay. Không ai có thể ngờ nhà họ Trương lại dám ra tay chẳng kiêng dè gì như vậy. Bạch Mã, Kim Tư Kỳ còn chưa nói xong thì điện thoại vang lên tiếng kêu khác thường. Giống như chiếc điện thoại rơi xuống đất vậy. Nhưng việc nhà họ Trương ra tay lại không khiến cho giới hành pháp ngăn chặn,
điều này khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng và càng đánh giá cao nhà họ Trương hơn. Và kỳ lạ hơn là nhà họ Viên, gia tộc nắm giữ một nửa thế lực trong hội Hắc Mã lại không hề có bất cứ động tĩnh nào. Còn gia chủ nhà họ Thiết, nhị đương gia của hội Hắc Mã lại đích thân đối thoại với Trương Bồi Sơn nên mới có thể đảm bảo được chút địa bàn còn lại ở phía tây của hội Hắc Mã. Nhưng phần lớn địa bàn đều đã đổi chủ và thuộc về nhà họ Trương, còn đối với Đinh Dũng mà nói thì đây lại là một đêm không yên, vì anh không hề ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phương Nhiên cũng trong trạng thái thiếu ngủ, mặt đỏ lưỡng thức dậy. Không thể nhận ra được sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô, còn Đinh Dũng lại có thêm quầng mắt đen xì trên mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mau dậy thôi, nếu không mẹ em phát hiện lại đuổi đánh anh giờ. Hàn Phương Nhiên thức dậy, không cho Đinh Dũng có cơ hội ngủ bù đã kéo anh dậy. Anh muốn ngủ thì về văn phòng em ngủ. Vừa hay em có việc phải ra ngoài, anh cứ ngủ ở phòng em ấy. Hàn Phương Nhiên vừa nói vừa lấy quần áo lại và giúp Đinh Dũng mặc lên người. Đinh Dũng chẳng dễ gì lấy lại được tinh thần. Anh cùng Hàn Phương Nhiên tới công ty. Cũng may là đi sớm nên không bị Lâm Hồng Ngạn phát hiện. Được rồi, anh ngủ ở văn phòng em, không có sự cho phép của em, không ai vào được đâu. Hàn Phương Nhiên dẫn Đinh Dũng tới công ty, để anh ngủ bù trên sofa. Cũng không biết mất bao lâu, khi Đinh Dũng tỉnh lại đã là chiều, Hàn Phương Nhiên không ở văn phòng, có lẽ là đã ra ngoài rồi. Mặc dù linh hồn của anh bất tử nhưng hiện giờ các cơ bắp trên người lại không hề săn chắc. Chỉ hồi phục tinh thần thì không sao, nhưng nếu như vận động cả đêm thì anh cũng thấy hơi mệt. Sau khi đi ra khỏi văn phòng, Đinh Dũng liền tới nhà vệ sinh, tiện thể rửa mặt. Khi anh chuẩn bị đi ra thì đột nhiên nhận được điện thoại của Kim Tư Kỳ. Cứu tôi, Kim Tư Kỳ còn không kịp nói thêm câu thứ hai thì đã có tiếng kêu thất thanh vang lên. Đinh Dũng biến sắc, đột nhiên tỉnh hẳn lại. Kim Tư Kỳ gặp nguy hiểm rồi. Cô ở đâu? Nghĩ vậy Đinh Dũng vừa chạy ra hành lang vừa lên giọng hỏi lại. Bạch Mã, rốt cục là ở đâu? Đinh Dũng vừa bấm điện thoại điên cuồng vừa cuống lên lẩm bẩm. Kim Tư Kỳ nói Bạch Mã, rốt cục là Bạch Mã nào chứ? Đinh Dũng nghĩ mãi không ra. Đúng lúc này, trợ lý của Hàn Phương Nhiên đi tới, sau khi thấy Đinh Dũng, cô vội cười, nói, chào anh Đinh. Lần trước việc Đinh Dũng cứu cô ta vẫn còn nhớ như in, lúc này khi chào hỏi Đinh Dũng, trong giọng nói hãy còn vài phần cảm kích. Đinh Dũng chỉ gật đầu chứ không mấy để ý đến cô ta. Cứ thế tiếp tục lẩm nhẩm. Nghe Đinh Dũng lẩm nhẩm hai từ Bạch Mã, trợ lý Tiểu Uông sững người một lát rồi mới lên tiếng, anh Đinh, anh muốn tới chùa Bạch Mã sao? Nghe nói chùa Bạch Mã rất linh, anh tới đó cũng hay đấy. Trợ lý Tiểu Uông không nhận ra Đinh Dũng có gì đó khác thường, cô lại nói tiếp. Trước đây em từng tới chùa Bạch Mã một lần, sau đó thì tìm được công việc này. Đinh Dũng nghe vậy thì kéo tay cô lại, cau mày hỏi, chùa Bạch Mã? Chùa Bạch Mã ở đâu? Anh không quen đường ở thành phố Kim Châu cho lắm, chưa bao giờ nghe cái tên này, nếu như thành phố Kim Châu quả thực có nơi này, vậy thì Kim Tư Kỳ rất có khả năng ở chùa Bạch Mã. Đinh Dũng, anh không biết sao, cách trung tâm thành phố về phía bắc không xa lắm, có thể tìm trên bản đồ, Tiểu Uông vừa nói vừa rút điện thoại ra chỉ cho Đinh Dũng xem. Đinh Dũng nghe xong thì lập tức gật đầu, cứ thế xông vào trong thang máy, nói cảm ơn Tiểu Uông, anh có việc gấp phải đi trước đây. Còn chưa đợi Tiểu Uông lên tiếng nói gì, Đinh Dũng đã vào thang máy đóng cửa và rời khỏi tòa nhà của tập đoàn. Từ khi Hàn Phương Nhiên nắm quyền trong tập đoàn Hàn Thị, việc ra vào của Đinh Dũng không có ai dám quản. Anh nhanh chóng xong ra khỏi tòa nhà, đảo mắt một lượt và phát hiện có một chiếc xe đang dừng ở đây. Lẽ nào Phương Nhiên không lái xe đi, Đinh Dũng nghĩ một lát, không có thời gian suy tính thêm nhiều, anh lái xe theo chỉ dẫn trên bản đồ. Kim Tư Kỳ là cháu gái của Kim Vô Đạo, anh không thể để Kim Tư Kỳ gặp phải chuyện gì được, đặc biệt Kim Vô Đạo đã từng nhờ và anh bảo vệ cho Kim Tư Kỳ. Khi Đinh Dũng lao như bay trên đường cũng đã là sau nửa tiếng kể từ khi nhận điện thoại rồi. Tới đây, Đinh Dũng mới phát hiện chùa Bạch Mã là một ngôi chùa rất to, nhưng lúc này lại đóng cửa im lìm. Ở cửa có hai chiếc xe đang dừng, anh vội đỗ xe bên đường sau đó chạy ngay vào cửa chùa. Cửa chùa có dán một tờ thông báo, bên trên ghi rất rõ chùa Bạch Mã chỉ đón khách vào chủ nhật, bình thường đều đóng cửa. Kỳ lạ, Kim Tư Kỳ chạy tới đây làm gì chứ, Đinh Dũng lẩm bẩm, nhưng anh cũng không dám chậm trễ thêm, vội nhắm mắt để sức mạnh linh hồn tản ra. Trong chốc lát,
cánh cửa của chùa Hắc Mã đã bị Đinh Dũng kiểm soát. Kể cả là cơn gió lay động cỏ cây hay cả vài con kiến hãy còn trong tổ anh cũng có thể nhận ra, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra khí tức của Kim Tư Kỳ ở đâu. Đinh Dũng cảm thấy hoài nghi, sau một lát anh xác nhận không có khí tức của Kim Tư Kỳ thì mới mở mắt ra. Lên trên xem, nghĩ một lát, hoặc là Kim Tư Kỳ không đến đây, hoặc là đã bị khí tức khác đè nén, nếu không thì không thể vượt qua khỏi sự kiểm soát của anh được. Mặc dù sức mạnh của Đinh Dũng không thể hoạt động trong phạm vi rộng nhưng cũng không thể gây tổn hại nào khủng khiếp đối với những người khác. Có điều tìm kiếm trong phạm vi nhỏ là tối ưu nhất, vì chít ít thì cho tới bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra khả năng nào tìm kiếm kỹ được như sức mạnh linh hồn. Nghĩ vậy, Đinh Dũng nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, anh mới khẽ dúi đầu mũi chân xuống đất, cả người anh nhảy vọt lên trên cây cột to lớn ở bên, sau đó men theo vách tường, nhanh chóng tới một tòa tháp bên trong chùa Bạch Mã. Bên trong chùa Bạch Mã, chốc chốc lại có tăng lữ đi qua, không ai phát hiện ra Đinh Dũng ở trên nóc nhà. Còn Đinh Dũng lại không ngừng di chuyển nhanh như cơn gió. Mỗi lần nhảy lên một tòa tháp khác nhau, Đinh Dũng lại cảm nhận một lát, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không phát hiện ra Kim Tư Kỳ ở đâu, điều này khiến anh không khỏi hoài nghi có phải mình tìm nhầm nơi rồi không. Có lẽ Kim Tư Kỳ nói Bạch Mã không phải là chùa Bạch Ma mà là một nơi khác. Đương lúc suy nghĩ, Đinh Dũng lại tới một tòa tháp ở sâu nhất. Anh nhắm mắt cảm nhận một lát, sau một lúc, Đinh Dũng chợt giật mình, mở chừng mắt nhìn về phía sau tòa tháp. Ở phía sau tòa tháp sâu nhất là một rừng cây rậm rạp, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy màu xanh ngút ngàn. Rừng cây này rất rộng, Đinh Dũng có thể cảm nhận được mùi máu ở gần đó. Ở trong rừng cây, cảm nhận được mùi máu tanh, mặt Đinh Dũng biến sắc, anh vội vàng di chuyển về phía rừng cây kia. Rừng cây này cách tòa tháp của chùa Bạch Mã một con đường, còn mùi máu tanh kia chính xác là xuất phát từ dưới một cái cây ở sau cánh cửa. Đinh Dũng nhanh chóng tìm tới được cái cây đó, bất giác cau mày. Phía dưới cây có một lớp vải đen, trên thân cây còn có vết tích của máu, có lẽ là có người bị thương ở đây, thế nhưng nó có liên quan gì đến Kim Tư Kỳ? Là Kim Tư Kỳ bị thương hay là cô ấy để lại dấu tích hoặc là do sát thủ để lại? Đinh Dũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Anh nhanh chóng chạy về phía cái cây có mùi máu. Nếu như Kim Tư Kỳ trốn vào rừng, vậy thì rắc rối to rồi. Khu rừng này rộng lớn như vậy, anh biết đi đâu tìm cô bây giờ. Cây trong rừng đều là những cây lâu đời, mỗi một cây đều có tán rộng lớn, vừa vào đây là Đinh Dũng đã không cảm nhận được ánh mặt trời rồi. Tầm nhìn xung quanh cũng bị hạn chế. Cũng không biết đi vào đây được bao lâu rồi, Đinh Dũng nhặt được một đoạn vải ở dưới một gốc cây. Khi anh chuẩn bị đứng dậy thì có một âm thanh rẽ không trung vang lên và lao về phần sau đầu Đinh Dũng. Đinh Dũng giật mình, cảm giác nguy hiểm trỗi lên trong đầu anh. Đinh Dũng lập tức cúi người, bò lăn ra đất. Phập, một loạt những âm thanh vang lên, năm ám khí màu đen lần lượt găm vào thân cây. Đinh Dũng thấy cảnh này thì mặt hơi tái đi. Đối phương sử dụng ám khí chứ không phải là vũ khí hiện đại, điều này có thể chứng minh rằng đối thủ có lai lịch không hề đơn giản. Người sống ở một xã hội hiện đại thế này lại sử dụng ám khí thì chắc chắn là một kẻ có máu mặt rồi. Ai, nghĩ tới đây, Đinh Dũng chợt ngẩng đầu nhìn về phía ám khí được vung ra nhưng không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì. Đến cả bóng người còn không có. Xem ra đối phương rất giỏi ẩn náu. Rào, rào, rào. Đột nhiên, có tiếng động lạ vang lên. Mặc dù âm thanh không giống với ban nãy nhưng lại xuất phát từ cùng một nơi. Đinh Dũng lập tức đưa mắt nhìn. Chỉ thấy một bóng người mặc đồ đen lướt qua. Đinh Dũng đạp chân vào thân cây bên cạnh, cả người anh di chuyển nhanh chóng về phía trước, lướt qua ba ám khí vừa rồi, sau đó Đinh Dũng điều khiển sức mạnh linh hồn để nắm bắt mọi động tĩnh ở phạm vi xung quanh mình. Đột nhiên, chiếc lá ở bên trái phía sau anh khẽ động, Đinh Dũng không cần nghĩ ngợi gì nhiều, dùng ngay ám khí mà mình vừa lấy được từ trên thân cây ban nãy phi ra, đồng thời mở mắt lao về sau, hướng về phía bên trái. Ám khí được phi ra với tốc độ rất nhanh, đúng lúc này Đinh Dũng lao nhanh như mũi tên rời khỏi cung. Ám khí cắm phập vào thân cây ở cách đó không xa. Lúc này, Đinh Dũng lại chỉ thấy một bóng đèn lướt qua. Anh cau mày, nhìn vết máu trên mặt đất, sau đó đưa mắt nhìn về hướng bóng đen vừa lướt qua mà thầm nhủ, thân thủ không tồi, có điều mày bị thương rồi, tao xem mày chạy được bao xa. Vừa dứt lời, ngay đằng sau có tiếng động khẽ vang lên. Tiếp đó một con dao găm sáng choang lộ ra, được phóng vút về phía sau lưng Đinh Dũng. Giây phút con dao găm phi đến,
Đinh Dũng cảm nhận được đằng sau có gì đó bất thường, có điều anh cố tình tỏ vẻ như không phát hiện ra gì. Kể cả là hiện tại, con dao găm đang phi đến thì anh cũng không hề quay người lại, điều này khiến cho người khác có cảm giác rằng Đinh Dũng không nhận ra. Mãi tới giây phút cuối cùng, con dao găm sắp đâm trúng lưng thì Đinh Dũng đột nhiên xoay người, né tránh phạm vi tấn công của đối phương. Muốn chết, Đinh Dũng bật cười lạnh lùng, cơ thể anh xoay chuyển nhanh chóng, tóm ngay lấy tay tên mặc đồ đen, còn tay còn lại đã vo thành nắm đấm thụi thẳng vào ngực đối phương. Bịch, tên mặc đồ đen bị giáng cú đấm vào ngực, cơ thể lùi về sau không kiểm soát, nhưng vì Đinh Dũng túm lấy cánh tay hắn ta nên hắn ta không thể nào thoát thân được. Không cho hắn cơ hội phản ứng lại, Đinh Dũng lại một lần nữa giơ tay tóm lấy cổ của tên này, ấn dụi hắn xuống đất. Lúc này Đinh Dũng mới có cơ hội được tận mắt chứng kiến bộ mặt của hắn. Tên này là một gã thanh niên còn trẻ, người mặc bộ đồ đen xì. Mặc dù trông diện mạo hắn hết sức tầm thường nhưng trong đôi mắt lại mang rõ vẻ kiên định, không giống như người bình thường. Mày là ai? Một tay Đinh Dũng ghìm chặt tên này, đoạt lại con dao găm sắc lẹm từ tay hắn. Tên mặc đồ đen không trả lời, chỉ nghiến răng nhìn Đinh Dũng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Không nói phải không? Tao có thừa cách để khiến mày phải mở mồm, Đinh Dũng hắng giọng, anh không hề thấy đáng thương thay cho hắn. Dám ra tay ám sát anh, cho dù có phải chết cũng đáng. Nghĩ vậy, mặt Đinh Dũng lạnh hẳn lại, tay phải anh ghi tên này chợt kéo về trước, chỉ nghe tiếng rắc, tên này rõ vẻ đau đớn. Thấy hắn vẫn không mở lời, thậm chí đến tiếng kêu gào cũng không kêu lên, Đinh Dũng chợt cau mày. Vừa rồi anh kéo gãy tay hắn thế mà hắn còn không la lên lấy một tiếng. Rõ ràng đây không phải là phản ứng của một người bình thường. Đã không mở mồm thì mày chẳng còn tác dụng gì với tao hết. Chết đi, nói xong Đinh Dũng dùng lực thật mạnh. Mặt tên kia đột nhiên đỏ bừng lên, một tay còn lại của hắn nắm chặt lấy cổ tay Đinh Dũng. Hắn định gạt tay Đinh Dũng ra nhưng lại không đủ sức, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, khụ khụ, đừng giết tôi. Sau khi cảm nhận được sát khí từ Đinh Dũng, tên này cuối cùng cũng biết sợ. Nhưng hắn lên tiếng lại khiến Đinh Dũng không khỏi cau mày. Người nước ngoài, nghe giọng phổ thông không chuẩn của tên này, Đinh Dũng mới sững người. Tên này là người nước ngoài sao? Anh không thể giết tôi. Tôi là người của gia tộc Liễu Sinh. Nếu anh dám đụng vào tôi thì gia tộc Liễu Sinh sẽ không tha cho anh đâu. Tên mặc đồ đen mặt mày tỏ vẻ sợ hãi nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Đinh Dũng hơi biến sắc, trong mắt anh hằn lên ánh nhìn tôi độc, hạ giọng nói, mày là người của gia tộc Liễu Sinh. Gia tộc Liễu Sinh phái mày đến đây làm gì? Cái này tôi không thể nói, tên mặc đồ đen nghiến răng. Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, khi anh định tiếp tục ép hỏi thì phía sau đột nhiên có động tĩnh chết người. Xoẹt, lại một âm thanh xé không gian vang lên. Đinh Dũng túm chặt tên mặc đồ đen, nhanh chóng xoay người để hắn chắn trước mình, cho hắn làm bia đỡ đạn. Kẻ đánh úp phía sau Đinh Dũng lại là một cô ả mặc đồ đen. Trong tay cô ta còn có thanh kiếm katana. Lúc này sau khi thấy Đinh Dũng đứng sau tên mặc đồ đen, mặt cô ta chợt thay đổi. Cô ta vội thay đổi vị trí thanh kiếm trong tay, lướt qua người Đinh Dũng. Sao kiếm katana, kiếm của võ sĩ samurai Nhật Bản. Không được cử động, nếu không tao sẽ giết nó, Đinh Dũng quay người nhìn về phía cô ả mặc đồ đen kia mà nạt. Cô ta vốn dĩ định xoay người tiếp tục tấn công Đinh Dũng nhưng nghe vậy thì cơ thể lập tức khựng lại. Thấy Đinh Dũng bóp cổ gã thanh niên kia. Cô ta chỉ có thể dừng lại. Bỏ anh ấy ra, đây là một cô gái hết sức xinh đẹp nhưng đáng tiếc giọng phổ thông của cô ta lại chẳng ra làm sao. Đinh Dũng nhìn cô ta không khỏi cau mày, các người tổng cộng có bao nhiêu người đến đây, Kim Tư Kỳ ở đâu? Bỏ anh ấy ra thì tôi sẽ nói, cô gái mặc đồ đen kia nghiến răng, nắm chặt thanh kiếm katana. Nghe vậy, Đinh Dũng mới bật cười, hiện giờ lựa chọn đều nằm trong tay anh mà cô ta còn muốn kỳ kèo. Trả lời câu hỏi của tao, nếu không tao sẽ giết nó ngay lập tức, Đinh Dũng bóp chặt cổ tên kia hơn. Đừng nghi ngờ khả năng của tao, tao chỉ cần một giây là có thể giết nó. Trường Tuyết, đừng nói, nghe Đinh Dũng nói vậy, gã đàn ông mặc đồ đen kia mới hét lên. Nếu em nói thì gia tộc sẽ không tha cho em đâu. Đừng quan tâm tới anh, mau đi đi. Anh, em không thể để mặc anh như vậy được, Liễu Sinh Trường Tuyết nắm chặt thanh kiếm, nhìn Đinh Dũng với con mắt hằn học. Cô ta rít lên qua kẽ răng, tôi nói cho anh biết, anh phải thả anh tôi ra. Yên tâm, tao nói được làm được, Đinh Dũng nhìn Liễu Sinh Trường Tuyết gật đầu. Thực ra từ đầu Đinh Dũng còn cho rằng đây là một cặp đôi,
nhưng không ngờ lại là hai anh em. Chỉ cần Liễu Sinh Trường Tuyết nói cho anh biết tình hình hiện giờ của Kim Tư Kỳ thì anh cũng sẽ không giết bọn họ. Chúng tôi có tổng cộng 7 người. 4 người đuổi theo mục tiêu, 2 người chúng tôi phụ trách xóa dấu vết, Liễu Sinh Trường Tuyết nghiến răng nói. Đem bí mật của gia tộc tiết lộ cho người ngoài là việc đại kỵ. Nếu như bị gia tộc phát hiện thì hai anh em bọn họ nhất định sẽ bị truy sát đến cùng, nhưng vì anh trai, Liễu Sinh Trường Tuyết không còn sự lựa chọn nào khác. Còn một tên nữa, nghe xong, Đinh Dũng hỏi lại. Tổng cộng 7 người, 4 người đuổi theo mục tiêu, 2 người phụ trách xóa dấu vết, vậy còn một người đi đâu? Hừ, không thể phủ nhận, cô Kim này rất có mánh khóe nên đã giết một người trong số chúng tôi, nói tới đây, cô ta lại tỏ ra căng thẳng. Tha cho hai đứa mày một mạng, đừng để tao thấy mặt cả hai đứa mày nữa, Đinh Dũng nghe vậy thì giật mình nhưng anh không hề thể hiện gì ra ngoài mặt. Sau khi nới tay ở cổ tên mặc đồ đen, anh đạp thật mạnh vào hắn rồi nói với Liễu Sinh Trường Tuyết, đưa thanh kiếm của cô đây. Đây, Liễu Sinh Trường Tuyết nghiến răng bặm môi do dự. Đưa cho anh ta đi, lúc này, anh trai cô ta lên tiếng lấy thanh kiếm katana đưa cho Đinh Dũng. Đó chính là của bố, Liễu Sinh Trường Tuyết bặm môi, có điều cô ta còn chưa nói xong thì đã thấy anh trai mình lắc đầu. Hai anh em mình không phải là đối thủ của anh ta đâu, đưa cho anh ta đi. Đinh Dũng cầm lấy thanh kiếm katana sau đó vung hai đường mà không khỏi trầm trồ kiếm tốt. Thanh kiếm này có màu đen như mực, lưỡi kiếm mỏng như cánh gián, sắc lẹm khiến người ta phải dùng mình. Nhìn thanh kiếm này có thể nhận ra nó là vật của một vị đại sư. Gia tộc Liễu Sinh hình như cũng có giữ chút đồ hiếm có, thanh kiếm này rốt cục là của ai, Đinh Dũng lẩm nhẩm nhanh chóng cầm thanh kiếm lao vào rừng sâu. Thấy Đinh Dũng biến mất trong khu rừng, Liễu Sinh Trường Tuyết mới nhếch miệng, tò mò hỏi, anh, sao anh biết cả hai chúng ta hợp sức lại không phải là đối thủ của anh ta? Vừa rồi đến cả hai chiêu của anh ta mà anh cũng không đỡ nổi, nghe em gái hỏi vậy, Liễu Sinh Trường cắt lắc đầu cười bất lực. Vừa rồi hắn bị đúng một chiêu của Đinh Dũng kiểm soát, cứ thế bị tóm gọn. Điều này cho thấy hắn không thể địch lại nổi sức mạnh của Đinh Dũng. Kể cả có thêm em gái hắn, hai người hợp sức lại thì cũng rất khó có thể đánh bại được Đinh Dũng. Vì dù sao thì khoảng cách thực lực giữa hai bên không thể cân bằng bằng số lượng người được. Ở một bên, Đinh Dũng rất nhanh chóng đã tới nơi sâu nhất trong rừng cây. Trên đường đi, anh phát hiện ra không ít những vết tích đánh nhau, còn có cả hai thi thể của hai gã đàn ông mặc đồ Âu. Điều này khiến anh không khỏi giật mình, cũng không biết hiện giờ Kim Tư Kỳ thế nào rồi. Không ngờ mới có vài ngày là đã có thêm sát thủ muốn giết Kim Tư Kỳ, có điều Đinh Dũng lại cảm thấy khó hiểu. Tại sao đám người này lại muốn giết Kim Tư Kỳ, rốt cục là do ai chỉ đạo? Đương lúc Đinh Dũng đang tìm kiếm Kim Tư Kỳ thì ở nơi sâu nhất trong rừng cây, Kim Tư Kỳ đã bị ép tới con đường cùng. Bộ quần áo trên người cô đã bị rách tơi tả, trên cánh tay còn có hai vết thương đang không ngừng rỉ máu. Cô Kim, cô mau chạy đi, một trong hai vệ sĩ còn lại thấy đối phương lại đuổi tới nên đột nhiên dừng hẳn lại. Đừng làm bừa, cùng chạy thôi, sẽ có người đến cứu chúng ta, Kim Tư Kỳ bặm môi, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Đinh Dũng, trên tay hãy cầm chiếc điện thoại bị đâm hỏng. Trước đó khi cô gọi điện thoại cho Đinh Dũng, chỉ kịp nói hai từ bạch mã thì chiếc điện thoại đã bị ám khí đâm thủng, lúc này chỉ còn là mớ sắt vụn. Các người đừng hòng chạy thoát, bốn tên mặc đồ đen ập đến. Thấy Kim Tư Kỳ thì bật cười lạnh lùng. Tao liều với chúng mày, vệ sĩ của Kim Tư Kỳ thấy người mặc đồ đen đuổi tới thì vung tay rút ra một con dao. Không biết tự lượng sức, tên mặc đồ đen đi đầu hắng giọng, nhếch miệng cười châm chọc lao lên. Ba tên còn lại theo sau như thể không muốn tạo ra thế quyết đấu công bằng cho hai người kia, vì đối với bọn chúng mà nói thì giết Kim Tư Kỳ mới là mục đích quan trọng nhất, còn cả quá trình dù có chênh lệch thế nào cũng không quan trọng. Chẳng mấy chốc, cả hai bên đã va chạm với nhau. Vệ sĩ né người quỳ xuống, con dao trong tay người này nhanh chóng đâm về phía bắp chân của tên mặc áo đen. Keng, con dao trong tay vệ sĩ của Kim Tư Kỳ và thanh kiếm katana trong tay tên áo đen va chạm với nhau. Cậu vệ sĩ kia thấy mình chưa thể khiến đối phương bị thương thì định tiếp tục tấn công. Ba tên mặc đồ đen còn lại cũng đã xông lên, một tên trong đó tay cầm đôi dao găm. Đôi dao sắc lẹm cứ thế lao vút về phía vệ sĩ kia. Vào lúc then chốt, cậu vệ sĩ xoay người né tránh đòn hiểm. Có điều cậu ta đã không may mắn vì con dao găm sắc bén đã đâm trúng cánh tay, máu tươi chảy ra không ngừng. Cậu vệ sĩ kia gào lên thảm thiết,
vội dùng tay che đi vết thương. Chết đi, thanh kiếm katana trong tay tên mặc đồ đen đi đầu ban nãy được vung ra một đường vô tình. Cậu vệ sĩ cố gắng giơ tay cầm con dao đỡ lấy đường kiếm nhưng lực cầm dao quá yếu khiến cho tay cậu ta phải run lên. Còn chưa kịp định thần trở lại thì đối phương lại vung tiếp một đường kiếm tới. Cư hợp, các người là người Hoa, thấy đường kiếm này, khuôn mặt vệ sĩ chợt tái mét, cậu ta kinh ngạc hét lên. Thế nhưng cậu ta còn chưa kịp dứt lời thì thanh kiếm sắc lẹm kia đã kề vào cổ mình, ngay sau đó là âm thanh da thịt tách rời, máu chảy xối xả. Đỉnh đầu của cậu ta bị chém một đường dài, rể lộ ra bộ xương trắng hếu. Vệ sĩ của Kim Tư Kỳ tắt thở, ngã vật ra đất, máu tươi cứ thế tuôn ra khỏi đỉnh đầu, chảy thành cả vũng. Đuổi theo, hôm nay nhất định phải giết cô ta, sau khi giết được vệ sĩ của Kim Tư Kỳ, gã đàn ông mặc đồ đen cầm đầu nhìn về phía Kim Tư Kỳ chạy đi rồi lập tức đuổi theo. Ba người còn lại nghe đại ca hét lên thì không chần chừ. Cứ thế cầm con dao găm trong tay gần từng tiếng, nhà họ Kim đúng là khó dây vào. Đến vệ sĩ mà cũng mạnh như vậy, nếu như đánh một một thì chưa chắc tôi đã là đối thủ của hắn. Hừ, thế thì đã sao, không phải bị một đường cư hợp của đại ca chém chết sao, nghe cô ả cầm đôi dao găm nói vậy, một người còn lại mới lên giọng mỉa mai. Vì Kim Tư Kỳ bị thương, một vệ sĩ còn lại cũng thương tích nặng nề nên bọn họ chạy không được bao xa đã bị bốn tên mặc đồ đen đuổi tới. Thấy bốn tên mặc đồ đen, Kim Tư Kỳ thót tim. Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nghĩ tới cậu vệ sĩ vừa rồi vì bảo vệ mình mà chết thảm, trong lòng cô như thắt ruột thắt gan vậy. Cô Kim, cô mau chạy đi, thấy bốn người kia đuổi tới, vệ sĩ còn lại cuối cùng của Kim Tư Kỳ lập tức dừng chân, vẻ mặt mang vẻ bi thương. Không chạy nữa, tôi lại muốn xem bọn họ định đối phó với tôi thế nào, nghe vệ sĩ nói vậy, Kim Tư Kỳ nghiến răng dừng chân. Cô nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào mấy tên mặc đồ đen đang di chuyển từ xa tới gần, nghiến răng nói, chúng mày rốt cục là ai, muốn làm gì? Ha ha, cũng coi như cô biết điều, biết mình chạy không nổi rồi sao, gã đàn ông mặc đồ đen đi đầu dù nói tiếng phổ thông lưu loát nhưng nghe là có thể nhận ra giọng không chuẩn. Kim Tư Kỳ là ai chứ? Cô đương nhiên nhận ra được giọng điệu khác thường của người này. Cô hỏi với vẻ mặt hoài nghi, chúng mày có phải người Hoa Hạ không hả? Chúng mày rốt cục là ai? Ha ha, mày đã hỏi rồi thì tao cho mày đáp án, tên cầm đầu bật cười nhìn Kim Tư Kỳ, thản nhiên nói, bọn tao chính là người của gia tộc Liễu Sinh, theo lệnh gia tộc đến đây lấy mạng mày. Mày ngoan ngoãn chịu chết đi, nghe vậy, hắn ta liếm liếm môi, nhìn Kim Tư Kỳ lắc đầu, xinh đẹp thế này mà phải chịu chết sao? Tiếc thật đấy. Đại ca, phí lời với cô ta làm gì, giết thôi, cô ả cầm đôi dao găm mặt mày tối sầm lại nhìn Kim Tư Kỳ. Chưa bàn tới những vấn đề khác, cho dù là cô ta thấy Kim Tư Kỳ thì cũng có cảm giác ngạc nhiên nhưng phần nhiều là đố kỵ, sợ rằng đại ca sẽ bị một cô ả xinh đẹp thế này làm cho hoa mắt. Đúng vậy, trả thù cho lão yêu, nghe vậy, một gã đàn ông ở bên lập tức gật đầu. Bọn chúng đến giết Kim Tư Kỳ vốn không để lộ sơ hở. Lão yêu cũng vì bị sắc đẹp của cô nên mới không ra tay ngay từ ban đầu, kết quả đã bị Kim Tư Kỳ dùng dao găm đâm vào ngực mà chết. Ha ha. Không vội, ai ngờ gã đàn ông cầm đầu lại không ra tay luôn, ngược lại còn gãi gãi cằm bật cười. Yên tâm, chỉ còn hai đứa chúng nó thôi, bọn nó không thoát nổi bàn tay chúng ta đâu. Các người quả là to gan, nếu như để ông tôi biết được thì các người có chạy lên trời, ông tôi cũng cho các người chết không toàn thây. Nghe bốn người kia nói vậy, Kim Tư Kỳ nghiến răng thét lại. Thực ra cô cũng chỉ đang phô trương thanh thế, còn thực sự thì nơi này quá hẻo lánh. Nếu như cô chết ở đây thì ai mà biết được là do mấy người này làm. Kể cả là ông cô Nam Hoàng Kim vô đạo e rằng cũng phải bó tay. Ha ha ha, bọn tôi giết cô xong thì hủy xác đi, đợi ông cô biết được cô chết thì e rằng cũng là việc của vài tháng sau rồi. Ai mà điều tra ra được là do chúng tôi làm, quả nhiên, gã đàn ông cầm đầu nghe Kim Tư Kỳ nói vậy thì bật cười nham hiểm. Và lại, cho dù ông cô có điều tra ra là cho bọn tôi làm thì đã sao? Ông ta có đánh được đến gia tộc Liễu Sinh không? Chỉ cần ông ta dám đến thì bọn tôi có thừa cách cho ông ta không quay về được. Gã đàn ông cầm đầu bật cười, xoa cằm, đột nhiên trong mắt hắn ta chợt thoáng qua ánh nhìn gian xảo. Xử lý thằng kia trước đã. Vâng, tôi đợi giây phút này lâu rồi, cô ả cầm đôi dao găm liếm liếm môi, nở nụ cười khát máu. Cô Kim, giờ phải làm sao, thấy cô ả cầm đôi dao găm đi tới, vệ sĩ còn lại cuối cùng của Kim Tư Kỳ nuốt nước bọt.
nắm chặt con dao trong tay, lên tiếng hỏi. Kim Tư Kỳ còn chưa kịp trả lời thì cô ả kia đã lao vút đến, đôi dao găm trong tay sáng choang sắc lẹm vung từng đao chí mạng. Vệ sĩ của Kim Tư Kỳ chỉ có thể xông lên, cậu ta không còn lựa chọn nào khác, cho dù là chiến hay chạy thì e rằng kết quả cũng như nhau mà thôi, nhưng cậu ta không thể từ bỏ, cho dù là vì bản thân mình. Vũ khí trong tay cả hai người chạm nhau trong không trung phát ra từng âm thanh của tiếng kim loại va chạm. Mặc dù chiêu thức của cô gái kia rất nham hiểm nhưng cậu vệ sĩ này cũng chẳng phải dạng vừa, vung đao vô cùng linh hoạt và điệu nghệ, không chỉ né được đòn tấn công của cô gái kia mà còn có thể ra đòn phản công lại. Cửu sĩ, cậu tới giúp cô ta, gã cầm đầu như nhận ra sự yếu thế của cô gái kia nên cau mày lên tiếng. Nghe lệnh, một gã đàn ông trong đó lập tức bước ra. Tên này có dáng người vừa lùn lại gầy còm, trông chẳng khác gì con khỉ vậy, trong tay hắn cầm thanh hoa đao, tay còn lại chống hông, trong lòng bàn tay hắn còn con dao ngắn chưa rút ra khỏi vỏ. Gã đàn ông với cái tên cửu sĩ di chuyển nhanh như điện, giây phút cậu bảo vệ và cô ả kia giao đấu, hắn ta liền lại gần, vung thanh hoa đao trong tay. Một đường sáng lạnh thấu xương lướt qua, con dao cắm phập vào vai trái vệ sĩ của Kim Tư Kỳ. Máu tươi tuôn ra như suối. Cậu ta đang giao mải giao đấu trong giây phút quyết định nên căn bản không để ý tới xung quanh. Lúc này, trên cánh tay bị chém một vết rất dài, cậu ta lảo đảo sắp ngã ra đất thì nào ngờ bị cô ả kia nhân lúc sơ hở, dùng đôi dao găm như cái răng độc, di chuyển với tốc độ nhanh chóng sát phạt về phía cậu ta. Các người hai đánh một thì có gì là anh hùng hảo hán, thấy cảnh này, Kim Tư Kỳ cuống lên, cứ thế dậm chân. Nhưng cô cũng biết đám người oa này không thể nào cho vệ sĩ của cô thêm cơ hội. Loại sát thủ không từ thủ đoạn như bọn chúng sao có thể ngu ngốc trơ mắt nhìn đồng bọn của mình nộp mạng được. Nói thì lâu nhưng mọi thứ lại diễn ra rất nhanh. Cậu vệ sĩ kia không hổ là người được Kim Vô Đạo tuyển chọn. Vào thời khắc then chốt, cậu ta nhanh như cắt né tránh được con dao găm đang phi tới, nhưng có điều lại bị con dao khác đâm vào ngực cùng lúc này. Cậu ta bị đâm xuyên ngực, máu cứ thế chảy ra khỏi miệng. Cậu ta cố gắng vung con dao trong tay khiến cho cô ả kia phải nới lỏng tay cầm dao nhưng cậu ta lảo đảo lùi về sau khiến vết thương trên ngực và trên cánh tay càng mất máu nhiều hơn nữa. Đúng lúc này, cậu ta tái mét mặt, ngẩng đầu nhìn cô ả kia, nghiến răng rít lên, con dao này có độc. Dứt lời, vệ sĩ của Kim Tư Kỳ cắm con dao làm điểm tựa, quỳ gối dưới đất. Cậu ta cố gắng hít thở nhưng sắc mặt ngày càng khó coi, đặc biệt là sắc môi lúc này đã nhợt nhạt tím tái không còn hồng hào nữa. Thấy tên vệ sĩ kia bị đâm trọng thương, cô ả người oa không ra tay nữa mà nhếch miệng cười châm chọc, thản nhiên nói, chúng độc của tôi thì trên đời này không có thuốc giải đâu. Cậu sẽ thấy từ ngực mình lan đi cơn đau đớn như bị côn trùng cắn, dần dần cậu sẽ đau đớn mà chết. Ha ha ha, các người là loại độc ác, Kim Tư Kỳ nghiến răng không biết phải nói thêm gì. Cô chỉ có thể bất lực chứng kiến từng vệ sĩ đi theo mình lần lượt bỏ mạng. Ác độc, đợi lát nữa cô sẽ biết thế nào gọi là sống không bằng chết, nghe Kim Tư Kỳ nói vậy, gã đại ca đột nhiên bật cười quái dị, đi về phía Kim Tư Kỳ. Ông đừng có đến đây, Kim Tư Kỳ hoang mang, cô lảo đảo lùi về sau. Ha ha, cô cứ chạy, cứ kêu, hôm nay cho dù ông trời có đến cũng không cứu nổi cô đâu, gã đàn ông mặc đồ đen cầm đầu cười giảo hoạt, trong ánh mắt hắn ta rõ cái nhìn đầy dạo dực. Hắn liếc sang ba người còn lại, nói các người ở đây đợi. Xử lý sạch dấu vết đánh nhau và xác tên kia đi. Nói rồi, hắn ta không quan tâm thêm ba người còn lại nữa mà cứ thế bổ nhào về phía Kim Tư Kỳ. Thấy bóng đại ca đi khỏi, cô ả cầm dao găm mới cau mày, tức tối đi rút con dao găm của mình lại và đạp hai đạp đầy hằn học vào xác của vệ sĩ vừa chết. À, ông đừng có đến đây, Kim Tư Kỳ không thể là đối thủ của tên này nên chẳng mấy chốc đã bị hắn ta đuổi tới nơi. Gã đàn ông mặc đồ đen nhếch miệng bật cười điên dại, tóm lấy cánh tay của Kim Tư Kỳ, giật mạnh khiến cô ngã vào lòng hắn. Sau đó, tay còn lại của gã lướt dần về phía bộ ngực căng đầy của cô. Cứu với, cứu, a, à. Ha ha ha, cô cứ kêu lên, thét lên đi, cô càng kêu thì tôi càng hưng phấn. Lúc này Đinh Dũng đang đứng trên tán cây nhìn xung quanh. Vì rừng cây này rất rậm rạp nên kể cả khi đứng trên tán cây thì cũng rất khó phóng tầm mắt ra xa. Thời gian chậm chậm trôi qua, anh cảm thấy càng lúc càng sốt ruột. Đúng lúc này, anh đột nhiên cau mày như nghe thấy tiếng Kim Tư Kỳ. Nghĩ vậy, Đinh Dũng vội nhắm mắt phát huy sức mạnh của linh hồn. Sức mạnh linh hồn của anh cứ thế bao quát phạm vi 1 km xung quanh,
đây cũng chính là giới hạn mà cơ thể của Đinh Dũng có thể chịu đựng được. À, ông thả tôi ra, đừng đụng vào tôi, đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu Đinh Dũng. Đinh Dũng mở mắt đưa mắt nhìn về bên trái mình, giọng nói vừa rồi xuất phát từ đây, Kim Tư Kỳ đang gặp nguy hiểm rồi. Đinh Dũng không suy nghĩ thêm nhiều, anh đạp chân vào tán cây, cơ thể lao vút lên trên sau đó đáp xuống trên một tán cây khác. Anh di chuyển nhanh chóng không khác gì những cao thủ võ lâm trong phim ảnh. Lúc này, ba tên mặc đồ đen kia đang xử lý thi thể của vệ sĩ Kim Tư Kỳ thì đột nhiên nghe thấy tán cây trên đầu phát ra một loạt những tiếng động lạ. Cả ba người bọn chúng đưa mắt nhìn nhau. Bình thường bọn chúng cũng hay ẩn náu trên cây nên đương nhiên cảm nhận được âm thanh có người đang đạp tán cây mà di chuyển. Ai mà có thể đạp lên tán cây di chuyển như vậy? Cửu sĩ tối sầm mặt, hắn hét lên, không ổn, bên kia là chỗ đại ca đang đứng. Mau đi, cô ả kia nghe vậy thì mặt mày biến sắc, lập tức vung con dao găm trong tay đuổi theo. Hai tên còn lại không xử lý cái xác nữa, lập tức đem theo vũ khí đuổi theo. Thực lực của người trên cây kia rất khó đánh giá nên tuyệt đối không thể để đại ca xảy ra chuyện được. A, à, khốn khiếp, ông thả tôi ra, Kim Tư Kỳ vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra nổi bàn tay hắn. Thậm chí vì sự nhạy cảm trên cơ thể nên khuôn mặt cô cũng đỏ ửng lên. Điều này khiến Kim Tư Kỳ cảm thấy ê chề vô cùng, cô chỉ hận không thể đâm đầu vào cây mà chết luôn cho rồi. Nhưng gã đàn ông mặc áo đen kia căn bản không cho cô cơ hội. Bàn tay như gọng kìm của hắn cứ thế đặt lên người cô. Mặt mày hắn ta tỏ ra hưng phấn thấy rõ, trong đôi mắt nhìn cô với ánh nhìn dạo dực rồi dụi đầu người cô, hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Muốn chết, thấy cảnh này, Đinh Dũng tức tối vô cùng. Anh nhảy khỏi tán cây, thanh kiếm katana trong tay anh hóa thành một đường sáng sắc lạnh lao vút về phía đầu gã đàn ông kia. À, hắn ta giật mình vì sự xuất hiện của Đinh Dũng, trong đôi mắt rõ cái nhìn thất thần. Hắn đẩy Kim Tư Kỳ ra, hét lên và lùi ngay về sau, đồng thời giơ tay trái lên đỡ. Keng, thanh katana chém vào tay đối phương nhưng lại không hề có máu tươi trào ra như trong suy nghĩ của Đinh Dũng mà ngược lại còn vang lên âm thanh của kim loại chạm nhau. Bộ đồ đen của gã đàn ông rách tươm, để lộ ra một lớp thép được chế sẵn để bao lấy cánh tay phải. Đinh Dũng lại nhìn ra một lỗ hổng trên lớp bao bằng thép đó, có điều nó cũng không thể khiến hắn ta bị thương được. Ai, chuyện hay bị quấy rầy, hắn ta phẫn nộ nhìn Đinh Dũng chằm chằm mà hét lên. Đi chết đi, đúng lúc này, đôi dao găm của cô ả kia phi đến. Cô ta gằn giọng, đôi dao găm trong tay lập tức đâm về phía cổ Đinh Dũng. Kim Tư Kỳ lặng người nhìn Đinh Dũng. Vừa rồi quả thực cô đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nhưng nào ngờ vào giây phút tuyệt vọng, Đinh Dũng đột nhiên xuất hiện. Cô chợt cảm thấy Đinh Dũng giống như anh hùng cái thế vậy. Mỗi khi cô gặp nguy nan là anh xuất hiện. Mặc dù cô vẫn biết mình và Đinh Dũng không có cơ hội. Cẩn thận, dao găm của cô ta có độc, đột nhiên Kim Tư Kỳ phản ứng lại, thét lên. Đúng lúc này, Đinh Dũng cũng đã quay sang giao đấu với cô ả kia. Nghe Kim Tư Kỳ nói vậy, Đinh Dũng bỏ luôn ý định ban đầu, cứ thế né tránh đòn tấn công của cô ta, sau đó quay người gạt chân. Chân phải của anh giống như dây roi, quẹt thật mạnh vào chân phải cô ta. Bịch, ngay sau tiếng kêu thất thanh. Cô ta ngã rụi ra đất. Không cho cô ả có cơ hội phản kháng, Đinh Dũng tung một đạp đạp bay cô ta ra khỏi đó, chân phải giáng cho cô ta một đòn chí mạng vào ngực khiến cô ta ói luôn ra cả miệng máu. Mạnh quá, hai tên còn lại thấy vậy thì chột dạ. Cậu vệ sĩ kia không hổ là người được Kim Vô Đạo tuyển chọn. Vào thời khắc then chốt, cậu ta nhanh như cắt né tránh được con dao găm đang phi tới, nhưng có điều lại bị con dao khác đâm vào ngực cùng lúc này. Cậu ta bị đâm xuyên ngực, máu cứ thế chảy ra khỏi miệng. Cậu ta cố gắng vung con dao trong tay khiến cho cô ả kia phải nới lỏng tay cầm dao nhưng cậu ta lảo đảo lùi về sau khiến vết thương trên ngực và trên cánh tay càng mất máu nhiều hơn nữa. Đúng lúc này, cậu ta tái mét mặt, ngẩng đầu nhìn cô ả kia, nghiến răng rít lên, con dao này có độc. Dứt lời, vệ sĩ của Kim Tư Kỳ cắm con dao làm điểm tựa, quỳ gối dưới đất. Cậu ta cố gắng hít thở nhưng sắc mặt ngày càng khó coi. Đặc biệt là sắc môi lúc này đã nhợt nhạt tím tái không còn hồng hào nữa. Thấy tên vệ sĩ kia bị đâm trọng thương, cô ả người oa không ra tay nữa mà nhếch miệng cười châm chọc, thản nhiên nói, chúng độc của tôi thì trên đời này không có thuốc giải đâu. Cậu sẽ thấy từ ngực mình lan đi cơn đau đớn như bị côn trùng cắn, dần dần cậu sẽ đau đớn mà chết. Ha ha ha, các người là loại độc ác, Kim Tư Kỳ nghiến răng không biết phải nói thêm gì.
cô chỉ có thể bất lực chứng kiến từng vệ sĩ đi theo mình lần lượt bỏ mạng. Ác độc, đợi lát nữa cô sẽ biết thế nào gọi là sống không bằng chết, nghe Kim Tư Kỳ nói vậy, gã đại ca đột nhiên bật cười quái dị, đi về phía Kim Tư Kỳ. Ông đừng có đến đây, Kim Tư Kỳ hoang mang, cô lảo đảo lùi về sau. Ha ha, cô cứ chạy, cứ kêu, hôm nay cho dù ông trời có đến cũng không cứu nổi cô đâu, gã đàn ông mặc đồ đen cầm đầu cười giảo hoạt, trong ánh mắt hắn ta rõ cái nhìn đầy dạo dực. Hắn liếc sang ba người còn lại, nói các người ở đây đợi, xử lý sạch dấu vết đánh nhau và xác tên kia đi. Nói rồi, hắn ta không quan tâm thêm ba người còn lại nữa mà cứ thế bổ nhào về phía Kim Tư Kỳ. Thấy bóng đại ca đi khỏi, cô ả cầm dao găm mới cau mày, tức tối đi rút con dao găm của mình lại và đạp hai đạp đầy hằn học vào xác của vệ sĩ vừa chết. À, ông đừng có đến đây, Kim Tư Kỳ không thể là đối thủ của tên này nên chẳng mấy chốc đã bị hắn ta đuổi tới nơi. Gã đàn ông mặc đồ đen nhếch miệng bật cười điên dại, tóm lấy cánh tay của Kim Tư Kỳ, giật mạnh khiến cô ngã vào lòng hắn. Sau đó, tay còn lại của gã lướt dần về phía bộ ngực căng đầy của cô. Cứu với, cứu, a! À. Nghe cửu sĩ nói vậy, Đinh Dũng bất giác cau mày. Gia tộc Liễu sinh cho bao nhiêu người có kỹ năng dùng kiếm tốt thế này tới đây, rốt cục là muốn làm gì? Gia tộc Liễu sinh là đại diện cho âm lưu, kém xa so với Nghiêm Lưu tá tá mộc của tá tá mộc tiểu thứ lang, thậm chí nói là làm trái lại cũng không quá đáng. Cao thủ của hai trào lưu tụ họp tại đây, xem ra gia tộc Liễu sinh có mưu đồ rất lớn. Cậu dùng tuyệt kỹ của tiểu thứ lang, tay cầm song đao, trông chẳng ra làm sao, khi Đinh Dũng giao đấu với cả ba tên, anh không khỏi lắc đầu than thở. Yến Phản dùng thanh trường thái đao giống như cổ kiếm trường quang chứ không phải là hai thanh hoa đao mà Liễu sinh cửu sĩ vẫn hay dùng, thế này không những không thể phát huy được uy lực của Yến Phản mà ngược lại còn rơi vào thế yếu. Bất lời, chịu chết đi, Liễu sinh cửu sĩ nghe Đinh Dũng đánh giá thuật kiếm của mình thì trừng mắt phẫn nộ. Nhưng không thể phủ nhận thực lực của Liễu sinh cửu sĩ rất mạnh. Chỉ ít thì mạnh hơn nhiều so với hai anh em mà Đinh Dũng vừa gặp. Khi tấn công Đinh Dũng, hắn ta có thể khiến Đinh Dũng thấy đôi lúc khó mà tránh thoát. Có điều cũng may trên tay Đinh Dũng cũng có một thanh thái đao nên mới có thể ổn định thế cục bị vây đánh dưới tay ba kẻ kia. Nhưng đây không phải là kết quả mà anh muốn thấy. Đinh Dũng nhếch miệng cười lạnh lùng, anh không thể tiếp tục sử dụng đao pháp để liều với cả ba tên này được. Vốn dĩ anh không mấy thông thạo đao thuật của nước Hoa. Khi sử dụng thái đao lại không mấy quen. Nghĩ vậy, Đinh Dũng vung một đao ép cả ba tên kia lùi bước, sau đó khi Liễu sinh cửu sĩ và đại ca mặc đồ đen của hắn bị đánh lùi, anh lao người về trước như một mũi tên tới phía trước tên còn lại, đấm mạnh vào ngực hắn. Bịch, tên kia bị đánh lùi về sau, miệng chảy máu. Chao ôi, mình dùng hết sức mà hắn ta chỉ bị thương nhẹ, Đinh Dũng khẽ rít lên, sau đó tiếp tục tấn công, tung tiếp một đòn vào ngực đối phương. Mọi thứ xảy ra rất nhanh chóng khiến tên kia không kịp trở tay phòng bị là đã bị Đinh Dũng giáng luôn cho liên tiếp ba cái tát, ngã nhào ra đất, ói ra cả miệng máu và không sao vực dậy nổi. Khốn khiếp, thấy Đinh Dũng đánh trọng thương đàn em của mình, gã đàn ông mặc đồ đen điên tiết hét lên. Cứ thế xông về phía Đinh Dũng và tiếp tục sử dụng cư hợp. Lần đầu tiên Đinh Dũng thấy thuật cư hợp nên có phần kinh ngạc nhưng lần này, khi thấy đối phương sử dụng nó lần nữa, Đinh Dũng ngược lại còn bật cười. Tinh hoa của cư hợp nằm ở chỗ nhanh chóng ra đòn bất ngờ để khống chế địch. Ở tình cảnh đánh nhau kịch liệt thế này thì sử dụng cư hợp là không hợp lý. Thấy mấy người phía gia tộc Liễu sinh mặc dù nắm trong tay không ít tuyệt kỹ dùng kiếm của Đông Kinh nhưng lại không hiểu cách vận dụng. Kinh nghiệm chiến đấu thực tế của bọn chúng quả thật rất kém. Nếu như gặp phải người bình thường như Kim Tư Kỳ thì có lẽ còn thấy rằng bọn chúng rất lợi hại, nhưng Đinh Dũng hiểu biết nhiều, chỉ cần nhìn là có thể nhận ra được yếu điểm của đối phương. Phá, nghĩ vậy, Đinh Dũng hét lên một tiếng, thanh thái đao trong tay vung lên gạt phăng thanh hoa đao của đối phương bay ra ngoài. Gã đàn ông mặc đồ đen biến sắc, chỉ thấy mũi kiếm đột nhiên bị chém vào bất ngờ nên hắn ta có cảm giác cầm không chắc chuôi kiếm. Lực chém mạnh khiến thanh kiếm trong tay cứ thế rơi đi. Đây chính là điều tối kỵ của võ sĩ. Một khi mất đi kiếm trong tay thì cũng mất đi cơ hội sinh tồn. Một võ sĩ không có kiếm chẳng khác gì đợi chết. Đinh Dũng đương nhiên biết đạo lý này cho nên sau khi hất bay thanh hoa đao của đối phương, anh liền tiến lên trước. Thanh thái đao trong tay anh hóa thành đường sáng sắc lạnh, cứ thế đâm về phía đối phương. Không, thấy đại ca của mình không thể né được nhát kiếm này, cô ả bị Đinh Dũng đánh trọng thương ngã ra đất ban nãy đột nhiên hét lên thê thảm.
Lão đàn ông mặc đồ đen vừa lùi về sau, vừa nắm chặt lấy thanh thái đao mà Đinh Dũng đâm tới. Lưỡi kiếm sắc lẹm lập tức cứa đứt lòng bàn tay hắn ta, nhưng hắn chẳng thể nào khiến cho thanh kiếm ngừng di chuyển về phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm cứa qua lòng bàn tay đâm thẳng vào ngực. Lực đạo dùng kiếm rất mạnh vì Đinh Dũng đã dùng toàn bộ sức lực. Anh ghìm hắn ta vào thân cây gần đó. Máu tươi cứ thế chảy ra khỏi miệng gã đại ca mặc đồ đen. Hắn nắm chặt lưỡi kiếm, muốn rút nó ra khỏi ngực mình nhưng sức hắn ngày càng đuối. Hắn hoang mang há miệng ra nhưng chẳng nói nổi một lời. Đại ca, Liễu Sinh cửu sĩ thét lên thê thảm, rút thanh hoa đao ngắn bên hông mình ra, giống giận chết đi. Liễu Sinh cửu sĩ dứt lời, thanh hoa đao trong tay hắn mang theo sát khí ngút trời. Hắn thay đổi trường phái khiến Đinh Dũng không khỏi cau mày. Tên này vốn dĩ dùng yến phản, thuộc tá tá Mộc Nghiêm Lưu, nhưng lại dùng với song đao cho nên mới khiến Đinh Dũng cảm thấy chẳng ra làm sao. Có điều anh không ngờ tới đó là thực lực của tên này lại rất mạnh. Đây mới chính là trường phái chính xác dùng đến song đao này. Đinh Dũng nheo mắt, anh cảm thấy trường phái này rất lợi hại. Ban đầu một vị võ sĩ ở Đông Kinh xuất thế cũng đúng lúc anh bế quan độ kiếp, kết quả không ngờ vị võ sĩ đó càn quét khắp thiên hạ, không ai là đối thủ. Liễu Sinh cửu sĩ thân thủ rất nhanh, hắn di chuyển như gió, đội hoa đao như lưỡi hái tử thần chém về phía Đinh Dũng. Thấy đao pháp này, Đinh Dũng nhếch miệng cười. Ban đầu anh không thể giao đấu với vị võ sĩ ở Đông Kinh kia, nhưng hiện giờ có truyền nhân của vị võ sĩ này, anh phải thử mới biết được đao thuật của võ sĩ đó rốt cục thế nào mới được. Nghĩ vậy, Đinh Dũng không hề do dự, cứ thế xông lên. Đao kiếm trong tay hai người bọn họ chém thoăn thoắt va chạm với nhau phát ra những tiếng vang chói tai. Xem ra đao thuật của Đông Kinh chẳng ra làm sao, một lát sau, Đinh Dũng không khỏi lắc đầu. Anh thấy đao pháp này có đến hàng trăm sơ hở. Chết đi, Liễu Sinh cửu sĩ hét lên phẫn nộ, sau khi giao đấu với Đinh Dũng một hồi, hắn đạp chân vào thân cây ở bên, một lần nữa nhanh chóng quay người về, còn thanh hoa đao trong tay theo đà của chủ nhân đâm thẳng về phía Đinh Dũng. Thấy động tác của Liễu Sinh cửu sĩ, Đinh Dũng hắng giọng, bật cười lạnh lùng. Thanh thái đao trong tay anh di chuyển thoăn thoắt, cứ thế múa thành một đường tròn. Đao kiếm va chạm nhau, Đinh Dũng không hề lùi bước. Cứ thế tấn công lên, hắng giọng nói, cho mày xem kiếm đạo thực sự của hoa hạ bọn tao. Dứt lời, thanh thái đao trong tay Đinh Dũng hóa thành trường kiếm, dùng thuật tứ lưỡng bát thiên kim, gạt bay song đao trong tay Liễu Sinh cửu sĩ. Đinh Dũng và thanh thái đao của mình như hòa lại làm một, không ngừng di chuyển trong không trung. Liễu Sinh cửu sĩ run rẩy, hắn chợt tỉnh lại, vừa rồi hắn cũng không biết mình bị sao mà toàn thân cứng đơ, thời gian như ngừng trôi. Còn lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy cổ mình lạnh toát. Hắn cau mày sờ vào cổ, Đinh Dũng cầm thanh thái đao, hai người đứng quay lưng lại với nhau và trên thanh thái đao còn nhuốm một đường máu. Khi thấy trên bàn tay mình có vệt máu, Liễu Sinh cửu sĩ kinh ngạc. Hắn quay đầu về sau nhìn Đinh Dũng, định lên tiếng nhưng lại phát hiện mình hít thở không nổi, cơ thể hắn không thể trụ được nữa, hắn ngã vật ra đất, mắt trợn ngược và không còn hơi thở. Mãi tới khi chết, hắn cũng không dám tin Đinh Dũng có thể kết liễu tính mạng của mình ngay cả khi hắn dùng nhị thiên nhất lưu. Mãi tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn không hiểu Đinh Dũng rốt cục đã làm gì. Mày chết đi, đột nhiên từ xa vang lên tiếng hét phẫn nộ. Cô ả kia cầm đôi dao găm nhảy dựng lên lao vào Đinh Dũng. Đinh Dũng cau mày, thanh thái đao trong tay rạch ra một đường sắc lẹm, chĩa về phía cô ta. Thấy đường kiếm đó của Đinh Dũng, mặt cô ta tái mét, cô ta tuyệt vọng. Cơ thể không kiểm soát được thăng bằng, cứ thế lao mình vào đầu mũi kiếm. Cô ta tự lao đầu vào chỗ chết, thanh kiếm của Đinh Dũng đâm xuyên cô ta khiến đôi tay cô ta buông thõng và đôi dao găm cứ thế rơi xuống nền đất. Đinh Dũng nhướng mày, giẫm vào con dao găm hất nó lên và cầm trên tay, sau đó anh mới quay đầu nhìn gã đàn ông còn lại cuối cùng đang bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Có điều Đinh Dũng sao có thể thả hổ về rừng, anh vung tay, con dao găm trong tay như mũi tên rời khỏi cung cứ thế lao đi. Đâm chúng vào lưng tên này, khiến hắn đứt dây thần kinh cột sống. Vốn dĩ hắn còn cố sức bỏ chạy nhưng lúc này lại ngã nhào ra đất, tắt thở ngay lập tức. Kể cả Đinh Dũng không phi dao chém đứt dây thần kinh của hắn thì độc tố trên con dao cũng sẽ thâm nhập vào cơ thể kết liễu cuộc đời hắn. Sau đó, Đinh Dũng rút thanh thái đao ra, lau vào quần áo của cô ả kia rồi mới tới trước mặt Kim Tư Kỳ, hỏi cô không sao chứ. Kim Tư Kỳ mặt cắt không còn giọt máu.
Nghe Đinh Dũng hỏi vậy cô mới dần định thần lại và lẩm bẩm cảm ơn anh. Có điều, bọn họ giết người, đầu óc Kim Tư Kỳ hỗn loạn, nói không thành thời. Cô tận mắt chứng kiến bọn chúng giết từng vệ sĩ của mình, sau đó lại chứng kiến những kẻ truy sát mình bỏ mạng dưới tay Đinh Dũng. Đây là lần đầu tiên trong đời Kim Tư Kỳ chứng kiến cảnh máu me thế này. Tôi không giết bọn chúng giết tôi thì tôi cũng phải chết, Đinh Dũng khẽ trả lời, cắm thanh kiếm vào vỏ, sau đó anh đỡ Kim Tư Kỳ dậy, tôi đưa cô về trước, cho người của cô phong tỏa nơi này, mọi việc ở đây không được để lộ ra ngoài. Tôi biết rồi, hồi lâu, Kim Tư Kỳ mới dịu mặt lại. Cả hai người ra khỏi khu rừng đi trong chùa Bạch Mã như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra. Các tăng lữ trông thấy Kim Tư Kỳ còn cười hỏi thăm. Xem ra mọi người ở đây đều biết cô. Sao cô lại tới đây, lên xe, Đinh Dũng mới thở phào. Kim Tư Kỳ mặt mày khó coi hơn hẳn. Cô nghiến răng nói tôi, từ sau khi tôi tới Kim Châu, tuần nào tôi cũng tới chùa Bạch Mã để cầu phúc. Không ngờ bọn họ phát hiện ra hành tung của tôi nhưng ban đầu chỉ có một tên ra tay. Tôi dẫn theo vệ sĩ truy đuổi định tóm hắn ta truy hỏi kẻ đứng đằng sau nhưng nào ngờ vào khu rừng này lại bị mai phục. Bọn chúng cố ý dụ cô vào rừng, như vậy sẽ giết cô mà thần không biết quỷ không hay, Đinh Dũng gật đầu. Kẻ có thể khiến gia tộc Liễu Sinh ra tay và lại còn cho nhiều người ra tay như vậy thì chắc chắn không hề tầm thường. Được rồi, về rồi nói, những việc này Đinh Dũng vẫn kiềm chế trong lòng. Anh khởi động xe đưa Kim Tư Kỳ về. Trên đường đi anh nhận được điện thoại của Tống Long và hẹn Tống Long gặp mặt ở biệt thự Thanh Thành Sơn. Vì Tống Long tới đưa đồ còn Đinh Dũng lại cần để món đồ ở biệt thự số 1 chữ Thiên. Chẳng mấy chốc, Đinh Dũng đã về tới Thanh Thành Sơn, ở đường vào, anh trông thấy Tống Long đang đỗ xe bên đường. Sư tổ, đây là đồ mà sư phụ bảo con mang tới ạ, Tống Long thấy Đinh Dũng thì tỏ ra vô cùng cung kính. Trong xe Tống Long còn đặt một cái lư ba chân màu xanh ngọc trông hết sức đơn giản, trên lư đồng này còn khắc vô số phù văn tinh xảo, chỉ cần nhìn là thấy hoa mắt khó hiểu. Nhưng Đinh Dũng lại nhìn nó bằng con mắt hoài niệm, anh dùng tay khẽ chạm vào chiếc lư ba chân, hồi lâu mới cười nói, lái xe của con lên núi đi. Vì miệng lư quá to nên chiếc siêu xe của Đinh Dũng đương nhiên không thể có chỗ cho nó, anh chỉ có thể dùng xe của Tống Long lên núi, dù sao hai người bọn họ cũng không phải người ngoài. Kể cả biết chuyện về biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên thì bọn họ cũng sẽ không nói ra. Nghe Đinh Dũng bảo lên núi, hai người còn lại hơi sững sờ. Kim Tư Kỳ hỏi lại, chúng ta lên núi sao? Anh mua biệt thự trên núi sao? Ừ, trước đó tôi thấy biệt thự ở đây rất tốt nên mua một căn ở đây. Đinh Dũng gật đầu cười, ra hiệu bảo Tống Long lái xe. Vâng, sư tổ, Tống Long gật đầu. Từ sau khi gặp Đinh Dũng lần vừa rồi, sư phụ của cậu ta là Kim Vô Đạo thi thoảng vẫn nhắc đến Đinh Dũng, đặc biệt là khi biết hàng trăm năm trước Đinh Dũng không phải trong bộ dạng này, Tống Long lại càng cảm thấy tò mò và ngạc nhiên hơn. Anh đúng là đại gia, nghe nói biệt thự ở đây rẻ nhất cũng phải hàng trăm triệu tệ, và là tôi thấy cũng rất bình thường thôi mà, Kim Tư Kỳ lúc này trông ổn hơn trước nhiều, có điều cô ta chợt nhận ra có điều gì đó không ổn nên hỏi lại, đợi đã, vừa rồi anh gọi anh ta là gì cơ? Hả, Tống Long sững người vội nhìn sang Đinh Dũng. Cậu ta không biết Đinh Dũng có muốn cho Kim Tư Kỳ biết mối quan hệ giữa mình và Đinh Dũng hay không vì dù sao thì Đinh Dũng có liên quan đến sư phụ hắn là Kim Vô Đạo. Đừng nói là Kim Tư Kỳ mà đến cả hai người con trai của Kim Vô Đạo cũng không biết chuyện này. Không có gì, cô nghe nhầm rồi, Đinh Dũng bật cười liếc mắt sang Tống Long. Tống Long hiểu ý vội cười xòa, đúng, Kim Tư Kỳ nghe nhầm rồi, anh có thể gọi anh Đinh là gì chứ? Được rồi, đi thôi, Đinh Dũng không tiếp tục chủ đề này nữa, bảo Tống Long lái xe nhanh hơn. Ba người phía Đinh Dũng dùng thẻ chứng minh thân phận nên trên đường đi không phải dừng lại. Đi một mạch qua ba cửa kiểm tra thì Đinh Dũng mới bảo Tống Long dừng lại. Có lẽ hai người không lên kia được đâu, đợi ở đây đã, Đinh Dũng bước xuống xe hít vào một hơi để cảm nhận linh khí. Anh chợt thấy cơ thể sảng khoái hơn hẳn. Sao chúng tôi không lên kia được? Kim Tư Kỳ bĩu môi, bước xuống xe chống hông, hắng giọng nói, môi trường ở đây cũng tốt đấy. Tiền nào vải nấy mà, Đinh Dũng vừa nói vừa đặt lư ba chân xuống. Ê! Có phải anh có bí mật gì giấu chúng tôi không? Nếu không thì tại sao lại không cho chúng tôi lên kia, thấy Đinh Dũng không cho mình lên nhà, Kim Tư Kỳ lên tiếng hỏi. Tống Long ở sau không khỏi cau mày, kéo Kim Tư Kỳ, không được vô lễ với sư, với anh Đinh. Anh Đinh,
đây là thứ mà sư phụ dặn tôi giao cho anh, nói xong, Tống Long lấy ra một cái hộp rất dài ở trên phía ghế lái. Thấy cái hộp này, Đinh Dũng sững người một lát, anh nhớ rằng quả của Linh Căn cũng chỉ to bằng bàn tay thôi, sao lại phải đựng trong cái hộp to thế này? Vừa nghĩ, Đinh Dũng vừa nhận lấy cái hộp. Đinh Dũng mở hộp ra và thẫn thờ vì quả của Linh Căn đúng là quả năm xưa, nhưng nó lại không giống như trong trí nhớ của anh cho lắm. Quả này màu xanh biếc, còn đẹp hơn cả màu của ngọc thạch vô giá nhất trên đời, trông hết sức thần bí. Có điều trong ấn tượng của anh thì loại quả này chỉ to bằng bàn tay nhưng quả trên tay anh lại dài nửa thước. Kỳ lạ, sao lại thế này? Đinh Dũng lẩm nhẩm đóng hộp lại, một tay cầm hộp, một tay đỡ Lư Ba Chân đi lên trên núi. Không phải tôi không muốn cho hai người lên mà vì hai người lên đây không nổi. Không tin thì cô thử đi, nói rồi Đinh Dũng khoát tay. Nếu như thấy cơ thể không ổn thì mau quay về, nếu không thì sẽ có hại cho cơ thể. Thấy Đinh Dũng sắp đi khuất, Kim Tư Kỳ hậm hực đi theo. Thấy Kim Tư Kỳ không chịu yên, để tránh cô gặp phải chuyện gì, Tống Long vội đuổi theo. Ai ngờ cả hai người mới đi chưa tới vài chục mét liền cảm thấy luồng khí tức đè nén. Giống như có một ngọn núi đang đè lên người bọn họ khiến bọn họ không sao thở nổi. Tống Long thấy nhẹ hơn một chút nhưng Kim Tư Kỳ thì khác. Tốc độ của cô ngày càng chậm lại, trên trán vã mồ hôi, không tài nào thở nổi. Thôi bỏ đi, chúng ta quay về đi, Tống Long nghiến răng nói. Thực ra cậu ta cũng không muốn bỏ cuộc như vậy nhưng thấy Đinh Dũng đi phăm phăm lên núi như vậy, Tống Long chỉ có thể thở dài bất lực. Quả nhiên không hổ là sư tổ. Thực lực thâm sâu khó dò, Tống Long lắc đầu than thở. Cậu ta thấy Kim Vô Đạo đã mạnh lắm rồi nhưng giờ gặp Đinh Dũng, cậu ta mới hiểu ra thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Cậu ta dù là võ sĩ đỉnh phong nhưng khi gặp Đinh Dũng lại chỉ nhỏ bé như hạt cát mà thôi. Hừ, Kim Tư Kỳ hắng giọng nhưng áp lực quá lớn nên cô chỉ có thể cùng Tống Long quay về. Về tới xe, Kim Tư Kỳ mới bĩu môi liếc sang Tống Long, hỏi, sao anh ta có thể lên kia mà chúng ta thì không thể. Anh không biết, anh Đinh, rất khó đoán, nói tới Đinh Dũng, Tống Long lại liếc ra cửa sổ. Cắt, từ lần trước tặng xe cho anh ta là em đã nhận ra anh có gì đó không bình thường rồi. Không phải là anh định làm phản đấy chứ, đột nhiên Kim Tư Kỳ liếc sang Tống Long, cười nói. Nghe vậy, Tống Long mới bật cười, cậu ta không dám nói ra mối quan hệ của mình và Đinh Dũng nên chỉ có thể lắc đầu, nói, mọi chuyện đều là sư phụ giao cho anh cũng chỉ là làm theo lệnh thôi. Còn lúc này Đinh Dũng đã đem Lư Ba Chân lên tới biệt thự số 1 chữ Thiên. Vừa vào trong sân, anh đặt luôn cái Lư xuống đất, sau đó lấy ra quả linh căn kia. Mặc dù không biết vì sao lại có sự khác biệt như vậy nhưng anh vẫn đặt nó vào trong bể nước, xem nó có thể sinh sôi nảy mầm bên trong bể nước này không. Linh căn vốn dĩ được sinh ra bởi linh lực, kể cả là kết thành quả thì bản chất cũng không thay đổi, đặt trong nguồn nước thế này, được tưới tắm linh khí, có lẽ nó sẽ nảy mầm. Nếu như vậy thì có thể trồng nó ở Thanh Thành Sơn rồi. Một quả linh căn có thể khiến cho Thanh Thành Sơn trở thành thiên cảnh. Nếu như có hai cây ở đây thì sẽ có sự thay đổi kỳ diệu. Nghĩ vậy, Đinh Dũng không chần chừ thêm, anh lấy quả linh căn ra. Tóm, quả linh căn rơi vào bể nước, sau đó chìm xuống đáy bể, trông không có gì thay đổi, dưới làn nước đó, nó ánh lên đường vân xanh hết sức đẹp mắt. Sau đó, Đinh Dũng nhìn vào cái Lư Ba Chân. Anh đem cái lư tới bên bể nước. Anh múc một bát nước ra khỏi bể nước rồi rót vào lư. Giây phút đó, bát nước Đinh Dũng vừa rót vào đã bị cái lư hút sạch sẽ và trong lư chợt tỏa ra mùi hương của thuốc, lớp phù văn bên trên mặt lư trông rõ hơn vài phần. Đinh Dũng thấy vậy thì mừng thầm, anh lại múc thêm bát nước nữa đổ vào lư. Cái lư này chính là vật mà anh dùng để luyện đan dược hàng nghìn năm trước. Lần này Đinh Dũng bảo Kim Vô Đạo lấy nó ra khỏi phủ là để mình có thể luyện một thứ đồ. Trước đó Đinh Dũng lấy được một đoạn xương trong buổi đấu giá, sau khi nghiên cứu, Đinh Dũng nhận ra đoạn xương này đã thay đổi và trở thành một thứ đồ trông giống như khúc gỗ, có mùi khác thường. Anh quyết định chế nó thành vòng đeo tay để cho công dụng tịnh khí của nó được phát huy tác dụng. Không còn sớm nữa, có lẽ là không kịp, Đinh Dũng hít sâu, bắt đầu nhanh chóng đổ nước vào lư. Đinh Dũng không ngừng đổ nước, hàng phù văn trên mặt lư càng lúc càng sáng rõ hơn, thậm chí vết dỉ trên lư dần dần chóc ra, để lộ ra hình dạng chiếc lư ba chân hoàn toàn mới. Mãi tới khi nhìn rõ từng đường hoa văn, Đinh Dũng cuối cùng mới dừng tay, lấy đoạn xương kia ra, hít vào một hơi thật sâu rồi đặt nó vào trong lư.
Nói ra thì cũng kỳ lạ, Đinh Dũng rót vào lư bao nhiêu nước như vậy nhưng lúc này trong chiếc lư lại khô cạn, đến một giọt nước cũng không có, tất cả đều đã bị chiếc lư hút trọn. Sau khi đoạn xương được đặt vào lư, chiếc lư ba chân lập tức phát ra những âm thanh khác thường, ngay sau đó, phù văn trên mặt lư như được sống lại, nó từ từ di chuyển, còn Đinh Dũng nhắm mắt lại điều khiển sức mạnh linh hồn nhập vào trong lư ba chạc và bấm ngón tay. Tạo hình, cũng không biết mất bao lâu, Đinh Dũng chợt cau mày rồi lên tiếng. Đinh Dũng dứt lời, cái lư ba chân khẽ rung, một mùi hương rất nồng xuất phát từ miệng lư, sau đó hóa thành làn khói xanh. Thấy làn khói xanh này, Đinh Dũng nheo mắt, tay anh dùng một thuật pháp, miệng khẽ nhẩm tan. Cũng không biết là chấn động gì, chỉ thấy làn khói xanh đột nhiên bay cuộn lên, theo lời nói vừa rồi của Đinh Dũng mà chợt biến mất không còn chút dấu vết nào. Làn khói xanh đó chính là tạp chất xuất phát từ bên trong đoạn xương kia. Lúc này tạp chất đã được tách ra, mùi nồng nặc ban nãy cũng đã tiêu tán, chỉ còn để lại hương thơm dịu nhẹ, chỉ cần ngửi cũng khiến người ta tĩnh tâm hơn nhiều. Đến cả Đinh Dũng cũng không kiềm chế nổi mà hít vào hai hơi, anh tỉnh táo hơn hẳn. Đinh Dũng khẽ vỗ vào cái lư ba chân, đột nhiên một hình trụ màu xám to chừng đầu ngón tay bay ra ngoài, được Đinh Dũng cho vào túi đựng đồ của mình. Tổng cộng 9981 viên định thần, mặc dù tạm thời không khắc được chú gì lên nên chỉ có thể coi là nửa thành phẩm. Có điều cũng may chất liệu tốt nên hiệu quả có lẽ cũng đủ dùng, Đinh Dũng khẽ cười, trong tay anh xuất hiện 9 hạt, cũng không biết Đinh Dũng lấy đâu ra một sợi dây để sâu hạt thành chuỗi. 9 hạt vừa hay có thể sâu thành một cái vòng tay. Mặc dù trên bề mặt trông hết sức đơn giản nhưng chốc chốc nó lại tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ khiến người ta nhẹ lòng. 9 là đủ. Vừa hay có thể phát huy tốt nhất công dụng của hạt định thần này. Đinh Dũng cho chuỗi hạt vào túi quần, sau đó để lư ba chân vào trong biệt thự rồi mới cho tay vào túi quần đi xuống núi. Anh bảo Kim Vô Đạo lấy cái lư này tới đây cũng là vì muốn luyện thành định thần châu. Lúc đó anh đã phát hiện ra đoạn xương đó không giống bình thường, rất phù hợp để chế thành định thần châu, và lại tác dụng định thần của nó còn tốt hơn cả hạt định thần bình thường, rõ ràng là nguyên liệu trời cho. Hạt định thần thế này bình thường đều dùng gỗ tùng hương, sau đó được đại sư phù chú khắc lên đó ngưng thần chú mới có thể hoàn thành và được coi là một vật phẩm dùng để hỗ trợ trong quá trình tu luyện thường ngày. Có điều đoạn xương này lại khác với chất liệu gỗ thông thường, nó lại càng có tác dụng định thần, tĩnh khí. Nếu như chế nó thành định thần châu, sau này khắc lên ngưng thần chú thì tác dụng sẽ càng được phát huy nhiều hơn nữa. Cuối cùng anh cũng về rồi, để chúng tôi đợi lâu quá, thấy Đinh Dũng quay về. Kim Tư Kỳ nói thẳng. Cô và Tống Long ở bên ngoài đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, đợi đến mức cô cũng thấy mệt người. Nếu không phải trước đó Đinh Dũng cứu cô thì cô đã bảo Tống Long lái xe về rồi. Đưa cái này cho Tiểu Lục, Đinh Dũng không để ý đến Kim Tư Kỳ mà đưa chuỗi hạt cho Tống Long. Chuỗi hạt này anh làm cho Kim Vô Đạo. Từ lần gặp mặt vừa rồi, anh biết được Kim Vô Đạo lấy bạch thảo đan thì nhận ra rằng thời gian của Kim Vô Đạo không còn nhiều nữa. Có lẽ chuỗi hạt này sẽ giúp Kim Vô Đạo độ qua kiếp nạn này. Nếu như có thể đột phá thành công thì có thể tăng thêm tuổi thọ. Võ sĩ bình thường kể cả là những người tu luyện đạt cảnh giới võ học tông sư thì cũng tuyệt đối không thể tăng thêm tuổi thọ cho mình. Nhưng Kim Vô Đạo thì khác, ông ta tu luyện môn pháp mà Đinh Dũng dạy cho, nói chính xác ra thì hiện giờ Kim Vô Đạo không phải ở cảnh giới võ học đại sư mà là cảnh giới kiến cơ. Nếu như ông ta có thể đột phá lên kim đan trong vòng 10 năm tới hay có thể coi là võ học tông sư mà thời nay vẫn thường nói, vậy thì tuổi thọ của ông ta có thể được tăng lên. Nhưng rốt cuộc tăng lên bao nhiêu thì chỉ có thể xem tạo hóa số kiếp của ông ta mà thôi. Cái này không ai có thể đưa ra giới hạn chính xác được. Vâng, Tống Long vội nhận lấy vòng và ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên đó. Cậu ta cảm thấy như đang say. Toàn thân dễ chịu đến mức tò mò mà lên tiếng hỏi, đây là mùi gì vậy ạ? Sao con thấy toàn thân lại dễ chịu thế này? Ấy, mùi này, Đinh Dũng còn chưa lên tiếng thì Kim Tư Kỳ sững người một lát rồi chỉ vào chuỗi hạt, nói, mùi này, sao lại giống mùi xương thế nhỉ? Kim Tư Kỳ có ấn tượng sâu đậm với mùi này vì từ nhỏ tới lớn cô đã từng gặp rất nhiều đồ hay ho nhưng chưa bao giờ thấy loại nào có thể khiến người ta vừa ngửi một cái là tinh thần sảng khoái như vậy, do vậy mà cô đương nhiên ghi nhớ trong lòng. Không ngờ Đinh Dũng lại đem đoạn xương có được của buổi đấu giá chế thành chuỗi hạt đeo tay. Lẽ nào anh biết đây là thứ gì? Mặc dù Kim Tư Kỳ rất hiếu kỳ chuỗi hạt này có tác dụng gì nhưng cô vẫn kiềm chế sự tò muốn xem nó vì dù sao thì đây cũng là chuỗi hạt được làm từ xương, thật ghê rợn.
đây không phải là xương mà là một loại gỗ, Đinh Dũng như nhận ra suy nghĩ của Kim Tư Kỳ, vì để cả hai yên tâm nên anh lắc đầu. Loại gỗ này vốn dĩ có công dụng tịnh khí định thần, đem nó cho sư phụ cậu, bảo ông ấy đeo nó hàng ngày, rất có ích với ông ấy. Vâng, tôi nhất định sẽ đích thân đưa nó cho sư phụ, Tống Long gật đầu đáp lời. Tiếp theo chúng ta đi đâu ạ? Nhận lấy chuỗi hạt, Tống Long nhìn sang Đinh Dũng hỏi. Chúng ta, Đinh Dũng định nói gì đó nhưng anh còn chưa nói xong thì điện thoại rung lên. Đinh Dũng cau mày rút điện thoại ra nhìn, là Hàn Phương Nhiên gọi tới. Vợ à, có chuyện gì thế? Thấy Hàn Phương Nhiên gọi tới, Đinh Dũng cười với hai người phía đối diện, ý bảo mình nghe điện đã. Đinh Dũng, em gặp chút rắc rối, anh có thể tìm bạn anh giúp em được không? Hàn Phương Nhiên nói với giọng gấp gáp, còn có thể nghe ra xung quanh có tiếng mắng chửi. Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, hỏi lại, sao vậy? Tìm bạn nào giúp em? Chính là Trương Bồi Sơn, không phải anh ấy sống trong giới xã hội đen sao? Hàn Phương Nhiên hít sâu, bặm môi nói tiếp. Khi thi công bên này em gặp chút rắc rối, có một đám người phá rối, em cũng vừa đến đây mới biết. Bọn họ phá rối ở đây cũng mấy ngày rồi. Em đừng sợ, giờ anh qua đó, Đinh Dũng cau mày đáp. Hạng mục hợp tác của tập đoàn Hàn Thị và bất động sản đỉnh kim theo lý mà nói không thể có kẻ nào không có mắt đâm đầu đến phá rối như vậy được, nhưng dám gây rối với hai tập đoàn lớn thì có lẽ không phải là người thường. Vâng, em đợi anh, nghe Đinh Dũng nói tới đây, Hàn Phương Nhiên thở phào. Ngắt điện thoại, Đinh Dũng mặt mày nghiêm trọng hẳn. Anh định gọi cho Trương Bồi Sơn thì Tống Long hỏi, anh Đinh, anh gặp phải chuyện gì sao? Vừa rồi Hàn Phương Nhiên gọi điện nói có người cầm đầu quấy phá công trường, Đinh Dũng gật đầu. Kim Tư Kỳ là người phụ trách bên bất động sản đỉnh Kim, cô ấy nên biết việc này. Cái gì, có người dám làm loạn địa bàn của tôi, Kim Tư Kỳ vừa nghe vậy thì tỏ thái độ khó chịu, nói với Tống Long, việc này giao cho anh, đây là hạng mục công trình đầu tiên của em ở thành phố Kim Châu. Anh phải giải quyết ổn thỏa cho em đấy. Vậy chúng ta cùng đi xem thế nào thôi, Tống Long cười gãi gãi đầu, nói với Đinh Dũng. Hàn Phương Nhiên gửi địa điểm cho Đinh Dũng là ở phía tây thành phố Kim Châu, trong một vùng gọi là Minh Viên Thôn, các căn nhà ở đây đều đã cũ, mọi thứ đều mang màu của thời gian. Em đã mua toàn bộ đất ở đây, chuẩn bị thi để khai thác tòa nhà mới, và lại số tiền bồi thường cũng được tính theo tiêu chuẩn ở phía Giang Nam chúng ta. Bọn họ nên vui mừng mới phải chứ, nhìn những tòa nhà cũ kỹ xung quanh, Kim Tư Kỳ bất giác cau mày. Khi mua lại, em cũng không nghe nói có bất cứ sự ngăn cản nào. Tới đó xem là biết, Đinh Dũng gật đầu, anh sớm đã có dự cảm Hàn Phương Nhiên sẽ gặp rắc rối rồi. Vì trong hạng mục này có rất nhiều người không muốn thấy Hàn Phương Nhiên thành công, chắc chắn sẽ nghĩ đủ cách gây khó dễ. Cho dù là phía đối đầu với tập đoàn Hàn Thị hay một số người trong nội bộ tập đoàn Hàn Thị thì chắc chắn đều không hy vọng trông thấy Hàn Phương Nhiên có thể làm hạng mục này thành công. Chẳng mấy chốc, cả ba người phía Đinh Dũng đã tới địa điểm mà Hàn Phương Nhiên nói. Còn cách đó rất xa đã trông thấy các loại máy xúc đang làm việc, còn hiện trường có cả đám người đang nhốn nháo ngăn cản ở phía trước. Một đám côn đồ đầu nhuộm 5-6 màu bị vây bên trong. Ông kia, tôi cảnh cáo ông đừng có lo chuyện bao đồng. Nếu không tôi đánh luôn cả ông đấy, một là thành viên đầu nhuộm như cầu vồng đang chỉ vào một người đàn ông trung tuổi đội mũ an toàn lao động chửi bới. Người đàn ông trung tuổi mặt mày nhăn nheo với mái tóc hoa râm, đây có lẽ là dấu hiệu của sự lao lực theo thời gian. Cậu thanh niên, có chuyện gì thì chúng ta không thể từ từ nói sao mà cứ phải động chân động tay, người đàn ông trung tuổi đội mũ an toàn lao động cười trừ, tỏ vẻ không hề tức giận với những lời chửi bới thậm tệ của gã thanh niên đầu nhuộm 5-7 thứ màu. Thế nhưng, nghe vậy thì hắn ta lại nhếch miệng cười lạnh lùng. Hắn ta chỉ vào những căn nhà xung quanh mà lên giọng, những căn nhà này đều là do ông bà chúng tôi để lại. Các người nói tháo dỡ, vậy đã hỏi gia đình chúng tôi chưa? Cậu thanh niên, chủ nhân ở đây đã lấy số tiền bồi thường và dọn đi rồi, nghe vậy, người đàn ông trung tuổi vội trả lời. Hàn Phương Nhiên đứng sau ông ta nghe thế thì lập tức phản bác lại, nói năng linh tinh. Người ở đây đều đã nhận tiền bồi thường và dọn vào nhà ở xã hội, tôi thấy cậu căn bản không phải là người ở thôn này. Tôi thấy mấy người này rõ ràng là đến dưới sự, chúng ta cứ đuổi bọn họ đi là xong, một người thanh niên đội mũ an toàn lao động màu vàng đứng ra, trong tay còn cầm xẻng sắt chỉ vào đám côn đồ nói. Đúng vậy, đuổi hắn đi, những công nhân khác nghe vậy cũng lần lượt lên tiếng hô hào.
Bạn họ đến đây là để thi công làm việc, đám côn đồ ở đây gây sự khiến bọn họ không thể làm việc kiếm tiền, nên bọn họ mới muốn nhanh chóng đuổi đám người này đi. Đừng có ồn ào nữa, gã thanh niên đầu nhuộm năm bảy thứ màu cau mày, rút ra một con dao, hét lên, im mồm hết cho ông đây, nếu không tôi chém chết các người. Nghe đại ca lên tiếng, đám côn đồ cũng rút hung khí ra. Cả chục tên tên nào tên nấy tay cầm dao mặt mày bất thiện nhìn chăm chăm vào chủ thầu xây dựng ở trước mặt và mấy người phía Hàn Phương Nhiên. Hàn Phương Nhiên dẫn theo ba, bốn người, đều là những người phụ trách kết nối với đội công trình nên chưa bao giờ gặp phải cảnh này. Thấy đối phương rút dao ra, bọn họ vội nói, giám đốc Hàn, hay là chúng ta cứ đi trước, tìm công ty bảo vệ đến xử lý bọn họ hoặc báo cảnh sát. Không được, có bao nhiêu công nhân ở đây, bọn họ mà bị thương thì phải làm sao, Hàn Phương Nhiên lắc đầu. Hạng mục công trình này không thể để xảy ra vấn đề, một khi đám côn đồ này muốn hành hung người khác, tới lúc đó không chỉ còn là vấn đề phải bồi thường, rất có khả năng sẽ bị những người khác chỉ trích, do vậy mà sẽ làm chậm thời gian thi công, mất nhiều hơn được. Các người muốn làm gì hả, thì đám côn đồ chút không khí ra, chủ thầu xây dựng giật mình, vội lùi lại sau hai bước. Mặc dù bọn họ người đông, nhưng cũng chỉ là những người lao động bình thường mà thôi. Sau khi thấy đối phương có hung khí, mọi người đều tỏ ra hoang mang sợ hãi. Duy chỉ có cậu thanh niên khi nãy lên tiếng nói đuổi đám côn đồ này đi mặt mày tỏ ra tức giận, nhìn chằm chằm tên nhuộm năm bảy màu, nói các người muốn làm gì? Các người đang phạm pháp đấy, có tin giờ tôi báo cảnh sát không hả? Báo cảnh sát, ha ha, mày không đi nghe ngóng xem tao là ai, nghe vậy, tên côn đồ kia mới bật cười lạnh lùng, đặt con dao trên vai, hắng giọng nói, anh rể tao làm việc ở cục hành pháp chỗ này. Chúng mày báo thử xem, đứa nào dám báo cảnh sát tao chặt tay đứa đó. Đây, tên côn đồ đầu nhuộm năm bảy màu dứt lời, tất cả mọi người đều run sợ. Bọn họ chỉ là những công nhân làm ăn lương thiện, đâu có thể so sánh được với đám côn đồ này. Lúc này bọn họ hoang mang nhìn về phía chủ thầu xây dựng, đợi giải quyết vụ việc này. Hừ, cho dù anh rể cậu có làm ở cục hành pháp thì lẽ nào cậu có thể một tay che trời. Lúc này, Hàn Phương Nhiên chủ động lên tiếng. Nhìn chằm chằm vào tên nhuộm năm bảy màu tóc kia. Bên hợp tác với chúng tôi đã mua đất ở đây, chúng tôi cũng xây dựng hợp pháp, cậu dựa vào cái gì mà làm loạn ở đây? Ha ha ha, buồn cười chết mất, hắn ta nghe vậy thì bật cười, trong mắt hắn ta chợt hẳn lên cái nhìn hung tợn. Hôm nay ông đây tâm trạng không tốt, không muốn cho các người xây nhà ở đây, các người thích làm gì nào? Tôi xem thời gian của các người nhiều hay thời gian của tôi nhiều, nói tới đây. Hắn ta đột nhiên nhìn Hàn Phương Nhiên từ đầu tới chân, xoa xoa cằm, bật cười, thực ra cũng không phải không có chỗ để thương lượng, chỉ cần. Chỉ cần cái gì, Hàn Phương Nhiên cảm thấy ánh mắt đó của hắn, lúc này cô hết sức hoang mang, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mọi việc ở đây. Nếu như tên này cần tiền thì chỉ cần trong phạm vi cô giải quyết được thì cũng có thể chấp nhận hao tài tốn của một chút. Chỉ cần, hi hi, nói tới đây hắn quay đầu lại nhìn anh em đi cùng với mình rồi cười gian dảo. Chỉ cần cô chơi với anh em chúng tôi hai đêm, tôi sẽ đồng ý cho các người tiếp tục thi công, thế nào? Ha ha ha! Khốn khiếp, Hàn Phương Nhiên tối sầm mặt, tức tối nghiến răng. Nghe Hàn Phương Nhiên chửi mình, tên kia hắng giọng, túm lấy cổ tay cô, bật cười, hôm nay cô phải đi với chúng tôi, không đi cũng phải đi. Thả giám đốc Hàn ra, thấy Hàn Phương Nhiên bị tên kia túm lấy cổ tay, ba, bốn cấp dưới của cô lập tức xông lên. Thế nhưng bọn họ còn chưa lại gần đã bị mấy tên côn đồ đạp ngã ra đất. Cút đi cho ông mày đây. Hôm nay kẻ nào đến cũng không cứu nổi cô ta đâu. Các người không muốn chết thì cút đi. Nói cho các người biết, các người không xây nổi tòa nhà này đâu. Nếu tôi xây được thì sao? Đúng lúc này trong đám người có giọng nói mang theo sát khí vang lên. Nghe vậy, tên nhuộm tóc đầu năm bảy màu kia hắng giọng, mặt mày tối sầm lại nhìn về phía những công nhân kia, thằng khốn nào nói. Cút ra đây, ông giết chết mày. Cút ra, không cút ra thì đừng có kẻ nào mong đi khỏi đây. Vài tên côn đồ bên cạnh tên tóc năm bảy màu kia mặt mày bất thiện, đứng ra nạt nộ. Không ra phải không, bắt nó cho tao. Hắn ta đột nhiên chỉ vào một công nhân đứng bên, gằn giọng, đánh gãy chân hắn ta cho tao. Nếu không ra thì lại bắt tiếp, cùng lắm là đánh gãy chân tất cả đám người ở đây. Tao xem mày còn hống hách được nữa không. Những công nhân kia nghe vậy thì mặt mày tái mét. Vội nhìn về phía chủ thầu, nói, phải làm sao đây? Liều với chúng, người thanh niên trước đó nắm chặt tay nói.
Đúng vậy, chúng ta đông hơn bọn chúng, sợ cái gì, nghe người thanh niên kia nói vậy, lập tức có người chêm vào, bọn chúng có dao, chúng ta có sẻng, đuổi chúng đi. Sợ cái gì chứ, anh em xông lên, công nhân phía này phần lớn đều là những thanh niên trai tráng, vốn dĩ khí thế hừng hực, lúc này bọn họ lại được bầu không khí ở đây kích động nên lập tức xông về phía đám côn đồ kia liều mạng. Tên đầu năm bảy màu kia thấy vậy thì giật mình, có điều hắn ta biết đám người này không dám liều mạng thật sự nên mới nạt lại, vậy thì đến đi, ông đây cũng có cái mạng này thôi, chẳng vướng bận con cái gì. Hắn ta rất tinh danh, hắn biết những công nhân ở đây đều là những người có gia đình, đã có con cho nên mới bán sức lao động để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Chỉ cần nói như vậy là bọn họ sẽ do dự. Quả nhiên, nghe hắn nói vậy, công nhân phía này lập tức có không ít người tỏ ra lưỡng lự. Hắn ta nói không sai, bọn họ đều là những người đã có gia đình, nếu xảy ra chuyện gì thì gia đình bọn họ biết sống dựa vào đâu. Khốn khiếp, Hàn Phương Nhiên tức tối dậm chân. Ha ha ha, tôi xem ai dám đến cứu cô, tên đầu năm bảy màu kia nắm chặt tay Hàn Phương Nhiên, còn cười dị hợm giơ tay vuốt cằm cô. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng đẩy cả đám người bước ra. Tống Long cảm nhận được sát khí của Đinh Dũng nên nhanh chóng chạy tới. Đạp luôn vào bụng tên cầm đầu kia. A, hắn ta kêu la thảm thiết, bị Tống Long đạp cho lộn nhào ra đất. Hàn Phương Nhiên cũng lảo đảo theo, khi cô sắp ngã ra đất thì đột nhiên có bàn tay kéo cô vào lòng. Đinh Dũng ôm Hàn Phương Nhiên, nhìn đám côn đồ, lạnh lùng nói, chúng mày to gan đấy, dám làm loạn ở đây. Chúng mày muốn chết à? Ai cho chúng mày cái gan đấy, dám làm loạn công trình hợp tác của bất động sản Đỉnh Kim và tập đoàn Hàn Thị, Tống Long hắng giọng. Chỉ vào tên tóc nhuộm năm bảy màu kia mà nạt. Nghe vậy, hắn ta giật mình sợ hãi, vội vùng vẫy cố gắng đứng dậy, loạng choạng lùi ra sau hai bước, mày là ai mà dám đánh tao? Mày chán sống rồi phải không? Tao thấy mày chán sống rồi đấy, Đinh Dũng nheo mắt, gằn lên từng từ. Mày là cái thá gì, nghe Đinh Dũng nói vậy, hắn ta mới chỉ vào anh định ham dọa thì Tống Long đã lao như bay về phía trước đạp cho tên này bay ngay khỏi đó. Khốn khiếp! Chúng mày là ai hả, thấy tên cầm đầu bị đánh thê thảm, đám đàn em vội xông lên. Một tên trong số đó chỉ vào Tống Long, mặt mày gian rảo nói, mày muốn chết phải không? Đại ca của bọn tao sẽ không tha cho mày. Anh em lên hết, chém chết chúng nó đi, cũng không biết là tên nào hét lên câu này mà cả đám côn đồ lập tức vung dao lao về phía Tống Long. Thấy cảnh này, Tống Long không hề tỏ ra sợ hãi, cậu ta nhếch miệng rồi cũng lao lên. Vận dụng linh hoạt chân tay tung đòn linh hoạt với khí chất ngút trời. Tống Long vốn có thực lực là võ sĩ đỉnh phong, đối đầu với chục tên này dù không thể coi là tay nghề điêu luyện nhưng cũng có thể coi là có khả năng đàn áp. Mỗi lần anh lướt qua khoảng trống là một tên bị đánh tơi tả. Chẳng mấy chốc mà cả đám côn đồ đều nằm dạp cả ra đất. Tao không cần biết chúng mày do ai sai tới, tốt nhất bỏ ngay ý định làm loạn ở đây đi, nếu không tao không ngại cho chúng mày xuống gặp Diêm Vương đâu. Tống Long tức tối nạt nộ. Tên cầm đầu kia nghe thế thì cố bỏ dậy. Hắn ta thấy sợ Tống Long, khom người nói, tha cho chúng tôi lần này, chúng tôi không dám như vậy nữa. Thấy đại ca của mình tỏ ra sợ hãi, mấy tên côn đồ còn lại không dám đụng tới Tống Long nữa, tên nào tên nấy hoang mang đứng run như cầy sấy, chắp tay lại, chỉ sợ Tống Long ra tay với mình. Loại côn đồ giống bọn chúng ngày thường chỉ sợ thành phần rắn mặt hơn mình. Gặp phải ai dễ bắt nạt thì tống tiền chia nhau, nhưng nào ngờ lần này bọn chúng đã phải sắt. Cứ nghĩ tới sự khủng khiếp khi Tống Long ra tay mà chúng nào dám ho he thêm gì. Còn không mau cút đi, Tống Long hắng giọng. Nghe vậy, tên đầu năm bảy màu kia mừng quính, vội nói, đa tạ đại ca tha mạng, đa tạ đại ca. Nói rồi, hắn ta dẫn đám đàn em của mình chạy một mạch không dám quay đầu lại. Cậu thả bọn chúng vậy không khác thả hổ về rừng. Thấy Tống Long dễ dàng bỏ qua như vậy, Đinh Dũng mới lắc đầu nói. Anh Đinh yên tâm, tôi nhất định sẽ cử người theo dõi, không để xảy ra chuyện thế này nữa, Tống Long sững người một lát rồi đảm bảo. Em không sao chứ, Đinh Dũng gật đầu rồi nhìn sang Hàn Phương Nhiên. Lúc này Hàn Phương Nhiên mới thở phào nhìn sang Đinh Dũng rồi lại nhìn Kim Tư Kỳ và Tống Long, cô Kim, để cô phải chê cười rồi. Là tôi thất trách, tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết việc này. Kim Tư Kỳ chủ động nhận lỗi về mình. Thực ra đám côn đồ đến gây chuyện thế này cũng chẳng ai có cách gì, có điều bọn chúng nhất định có kẻ đứng sau chỉ huy, nếu không thì cũng không thể đang yên đang lành chạy tới đây làm ảnh hưởng đến tiến độ của người khác được.
Thôi bỏ đi, đã tha rồi thì để mọi người tiếp tục làm việc đi. Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, nhìn công nhân nói tiếp. Mọi người không phải sợ, chỉ cần có chúng tôi ở đây thì bọn chúng không thể làm gì được đâu, mọi người cứ tập trung vào công việc là được. Nếu có kẻ nào không có mắt lại đến thì cứ gọi điện báo cho tôi, nói rồi Đinh Dũng nhìn về phía đám côn đồ rời đi, trong ánh mắt hãy còn đằng đằng sát khí. Được, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ kiểm soát tiến độ thật tốt, nghe Đinh Dũng nói vậy, chủ thầu xây dựng liền gật đầu đáp lời. Những công nhân còn lại cũng hứa nhất định sẽ đẩy nhanh tiến độ, chắc chắn sẽ không để cho hai tập đoàn bị chậm trễ thời gian. Đúng rồi, sao mọi người lại ở đây cả vậy, sau khi mọi việc xong xuôi, mấy người cùng đi về, Hàn Phương Nhiên đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Diệp Thiên và Tống Long liền nhìn về phía Đinh Dũng, còn Diệp Thiên lại xoa xoa mũi, cười nói, vừa hay gặp được bạn trai của Kim Tư Kỳ nên cùng đi ăn bữa cơm, không ngờ bên này lại xảy ra chuyện cho nên anh mới cùng bọn họ tới đây. Ồ, Tống Long sững người chỉ thẳng vào mặt mình kinh ngạc. Kim Tư Kỳ nghe thế thì cau mày, hắng giọng khiến Tống Long giật mình tỏ ra ái ngại. Đinh Dũng liếc mắt ra hiệu cho hai người tỏ ý bọn họ diễn cho giống một chút, sau đó đổi luôn chủ đề, Phương Nhiên, sao em lại tới đây? Bình thường không phải là có giám sát tới kiểm tra sao? Hai, hôm nay có người gọi điện thoại cho em, nói với em ở đây xảy ra chuyện. Em dẫn người tới xem tình hình thế nào. Ai ngờ, nói tới đây, Hàn Phương Nhiên bất lực lắc đầu. Cô không ngờ gặp phải tình cảnh này. Nghe vậy, Đinh Dũng mới cau mày, đây rõ ràng là có người cố ý gây rắc rối cho Hàn Phương Nhiên. Anh kéo Hàn Phương Nhiên lại, nói, sau này nếu có xảy ra những chuyện như thế này một lần nữa, em phải nói với anh một tiếng, anh tới xử lý cho em, phải bảo vệ bản thân an toàn. Nói rồi Đinh Dũng liếc sang Kim Tư Kỳ, ý bảo cô ta cũng nên bảo vệ cho mình an toàn hơn. Vâng, em biết rồi, Hàn Phương Nhiên thè lưỡi, cảm thấy ấm lòng. Đinh Dũng xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm khiến cho Hàn Phương Nhiên thật sự cảm thấy cảm động. Ai mà không muốn chồng mình là anh hùng cái thế chứ? Đúng rồi, Đinh Dũng, em nói với anh một chuyện, đột nhiên, Hàn Phương Nhiên chợt nhớ ra điều gì, cô vỗ vào đầu rồi cười nói, tuần tới ông nội em tròn 70 tuổi. Ông đã vất vả vì nhà họ Hàn bao năm nay, em muốn tặng ông một món quà. Anh nói chúng ta nên tặng gì đây? Tuần tới, ôi em thấy cái trí nhớ của anh này, Đinh Dũng vỗ vỗ đầu bất lực nói. Thực ra trong đầu Đinh Dũng căn bản không hề có ký ức tham gia vào buổi mừng thọ của ông lão Hàn cho nên anh không có khái niệm này tồn tại trong đầu. Đến cả ngày nào tháng nào cũng còn không biết, nếu không phải Hàn Phương Nhiên nói ra thì anh cũng chẳng biết đến việc này. Trước đây Đinh Dũng luôn sống thầm lặng trong nhà họ Hàn, thậm chí bị nhiều người mỉa mai châm chọc. Đến cả bố mẹ vợ anh cũng coi thường anh. Hiện giờ không phải là cơ hội tốt để chứng minh bản thân sao? Đinh Dũng nghĩ vậy lập tức cười nói, việc này em không cần phải lo, anh nhất định sẽ chuẩn bị một món quà giúp em. Vâng, vậy em giao nhiệm vụ này cho anh nhé, anh đừng làm em thất vọng đấy, Hàn Phương Nhiên gật đầu khẽ nói. Thực ra cô cũng định nói như vậy, nếu như Đinh Dũng có thể thể hiện bản thân trong buổi mừng thọ. Không cần phải làm điều gì đó khiến người ta kinh ngạc mà chỉ ít chỉ cần chứng minh bản thân một chút rằng mình không giống như một tên ăn hại bỏ đi như trước kia là được. Bao ngày tiếp xúc với anh, Hàn Phương Nhiên đã nhận ra được sự thay đổi của Đinh Dũng. Vốn dĩ cô muốn chuẩn bị cho anh một món quà, sau đó lấy danh nghĩa của anh để tặng cho ông nội. Thế nhưng hiện giờ cô lại có một dự cảm rằng nếu để Đinh Dũng tự làm thì sẽ tốt hơn. Đúng rồi, buổi mừng thọ của ông tôi, hai người cũng tới nhé. Đinh Dũng nhìn sang Kim Tư Kỳ và Tống Long, vỗ vai cả hai và cười giả lả. Sự xuất hiện của hai người có thể củng cố thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai bên chúng ta. Mặc dù Đinh Dũng nói là vậy nhưng trên thực tế ý của anh là muốn họ nể mặt mình chuẩn bị món quà cho lịch sự. Được, Tống Long nhất định sẽ đến, Tống Long chắp tay gật đầu nói. Kim Tư Kỳ nghe vậy thì tỏ vẻ không hợp tác, bĩu môi liếc Đinh Dũng, xem tâm trạng của tôi đã. Tâm trạng tôi tốt sẽ đi. Nếu hai vị có thể đến được thì tốt quá, mặc dù Kim Tư Kỳ và Đinh Dũng là bạn học nhưng Hàn Phương Nhiên khi đối diện với Kim Tư Kỳ vẫn cảm thấy có chút căng thẳng vì dù sao cô cũng là đại tiểu thư của nhà họ Kim ở Giang Nam, lại là người phụ trách bất động sản đỉnh Kim cho dù luận về thân phận gia thế hay địa vị thì đều hơn cô. Nếu như Kim Tư Kỳ tới tham gia buổi tiệc thì sẽ khiến cô được nhiều người nể trọng hơn, cho dù là Kim Tư Kỳ tới cũng vì Đinh Dũng. Được rồi, vậy tôi không tiễn hai người nữa nhé. Đinh Dũng khoát tay với cả hai.
Ý gì thế chứ? Dùng xong lại đuổi người à? Ai ngờ Kim Tư Kỳ lại quay đầu nhìn Đinh Dũng bĩu môi. Khụ, khụ, cái đó, Đinh Dũng hắng giọng. Anh còn chưa nói xong thì Hàn Phương Nhiên đã kéo anh lại. Đinh Dũng, anh đi với cô Kim một lát, em còn phải kiểm tra công trường một vòng xem có vấn đề gì nữa không. Anh không phải đợi em nữa đâu, lát nữa em và đồng nghiệp sẽ về công ty. Nói xong, Hàn Phương Nhiên vẫy tay với mấy cấp dưới của mình. Chúng ta đi thôi, xem còn vấn đề gì không. Vâng, thưa giám đốc. Thấy Hàn Phương Nhiên và cấp dưới đi thăm công trường, Đinh Dũng bèn khoát tay, hét, vậy được. Gần tối anh tới công ty đón em. Sau khi nhìn Hàn Phương Nhiên đi xa, Đinh Dũng mới quay lại nhìn sang Tống Long và Kim Tư Kỳ. Kim Tư Kỳ đột nhiên lên tiếng, anh định tặng gì cho ông lão Hàn? Tôi không biết, càng quý càng tốt, tôi phải chứng minh bản thân, Đinh Dũng nhướng mày cười nói. Anh tin sau khi Kim Tư Kỳ tới Kim Châu, đã nghe qua những kỳ tích của anh trước đó. Lúc này anh cũng không có ý định giấu thêm, nói, hai người có cao kiến gì không? Tôi thật sự hoài nghi về anh của trước đây và anh của hiện tại có phải là một người hay không, Kim Tư Kỳ nhìn Đinh Dũng dò xét. Sau khi cô tới đây, cô đã cho người điều tra về Đinh Dũng và phát hiện con người anh trong mắt người khác đúng là một kẻ bỏ đi, thậm chí còn từng bị người ta bắt nạt mà lên cả báo. Nhưng hình ảnh Đinh Dũng của hiện tại lại hoàn toàn khác, như thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, từ đầu tới cuối anh luôn thể hiện là một người đàn ông đầy sự tự tin. Tôi nghe nói hai ngày gần đây có buổi bán đấu giá, anh Đinh có hứng thú đi xem không? Tống Long lên tiếng hỏi. Buổi đấu giá, Đinh Dũng sững người hỏi lại. Ở đâu? Ở thành phố Kim Châu, tôi nghe nói chỉ có một số người có chút quyền mới được mời đến. Tôi nghĩ ở đây có lẽ sẽ có rất nhiều đồ hay ho, Tống Long đem những gì mình biết nói với Đinh Dũng. Cậu ta cũng muốn nói rằng mình không nhận được giấy mời. Có điều nghĩ lại thì nếu như có một buổi bán đấu giá như vậy thì Kim Tư Kỳ có lẽ có giấy mời. Anh nói buổi bán đấu giá của Kim Thành sao, nghe hai người nói chuyện, Kim Tư Kỳ cau mày, vỗ ngực nói, hình tối qua tôi nhận được một lời mời tới buổi bán đấu giá. Tôi thấy hình như tên gọi là cái gì mà bán đấu giá Kim Thành vì cũng chẳng có thời gian đi nên tôi ngó lơ nó luôn. Anh Đinh, anh muốn đi sao? Anh muốn đi thì tôi sẽ cho người gửi thiệp cho anh, Kim Tư Kỳ nhìn Đinh Dũng nói. Đi xem thế nào, Đinh Dũng gật đầu. Vừa hay anh cũng chưa biết nên tặng quà gì. Và lại Đinh Dũng nghĩ rằng không chỉ tập một món quà đơn giản như vậy. Anh và Hàn Phương Nhiên kết hôn cũng lâu như vậy rồi, lễ vật kết hôn ban đầu cũng là do nhà họ Hàn bỏ ra, đến một món xính lễ anh cũng không có. Đinh Dũng muốn nhân cơ hội lần này tặng quà chúc mừng và tặng quà xính lễ để bù đắp lại cho Hàn Phương Nhiên. Hai người làm việc mình đi, tôi đi lượn xem. Nghĩ rồi Đinh Dũng chuẩn bị đi mua một số đồ xính lễ. Tống Long gật đầu, cùng Kim Tư Kỳ rời đi. Sau khi tẽn hai người rời đi, Đinh Dũng mới lái xe tới một tiệm vàng cao cấp. Chào anh, xin hỏi anh cần chúng tôi giúp gì không ạ? Đinh Dũng vừa vào cửa là đã có vài nhân viên bán hàng liếc nhìn anh, có điều họ tỏ ra không mấy hứng thú với anh. Chỉ có một cô gái đứng ở góc thấy vậy, vội đi đến đón tiếp. Đinh Dũng nhìn cô gái. Cười nói, chỗ các cô có trang sức bằng vàng cao cấp một chút không, ví dụ như châm vàng chẳng hạn. Có ạ, mời anh đi bên này, cô gái dẫn Đinh Dũng tới trước một quầy bày vàng. Trong tủ quầy bày cây châm được thiết kế tinh xảo, ánh lên sắc vàng tím trông rất bắt mắt. Đinh Dũng nhìn là đã thích luôn. Anh hỏi, cây châm này bao nhiêu tiền? Đây là vật quý của cửa hàng chúng tôi, châm cánh phượng đấy ạ, nói rồi, cô nhân viên đỏ bừng mặt. Tôi phải hỏi lại giá một chút. Đinh Dũng tiếp tục nhìn những món đồ khác. Trong tủ trưng bày ngoài cây châm ánh tím vàng ra thì còn có một bộ bát đũa bằng vàng và một bàn tính bằng vàng. Cô nhân viên bán hàng dẫn một người đi tới. Người kia nhìn Đinh Dũng một lượt, trong ánh mắt tỏ vẻ khó chịu, hỏi anh muốn hỏi gì. Ngoài ba thứ này ra thì ở đây còn có gì khác không? Đinh Dũng chỉ vào ba thứ đồ làm bằng vàng bên trong tủ quầy, hỏi. Cùng đẳng cấp với mấy thứ này? Không còn nữa. Đây là bảo vật trong tiệm của chúng tôi rồi, nhân viên bán hàng kia cau mày đáp. Tôi khuyên anh nên tới bên kia xem, bên kia giá thấp hơn một chút. Nghe nhân viên bán hàng nói vậy, Đinh Dũng mới lắc đầu, hỏi có thể lấy ra cho tôi xem một chút được không? Mặc dù cây châm vàng cánh phượng này trông rất đẹp nhưng anh vẫn muốn kiểm tra một chút, nếu mà mang đi tặng mới phát hiện ra chất liệu có vấn đề thì lại mất mặt quá. Đúng là không biết tự lượng sức, cái món đồ này anh có mua nổi không? Nào ngờ sau khi nghe Đinh Dũng nói vậy,
cô nhân viên bán hàng kia lập tức tỏ vẻ mỉa mai. Nếu làm hỏng thì anh có đền được không? Đinh Dũng tối sầm mặt lại, hỏi, tôi là khách, tôi muốn xem thì có vấn đề gì sao? Anh mua thì đương nhiên không vấn đề gì, nhưng căn bản anh lại không muốn mua, cô nhân viên kia lại liếc Đinh Dũng một lượt với vẻ mặt châm chọc. Người như anh tôi gặp nhiều rồi, chỉ xem mà không mua. Trông con người ăn mặc như anh, từ đầu đến chân cộng lại cùng lắm cũng chỉ tới 100 tệ, anh có mua được không? Nếu tôi mua được thì sao? Đinh Dũng vốn định mua món đồ này nhưng nào ngờ nhân viên bán hàng lại tỏ vẻ khinh thường anh như vậy. Nếu anh mua nổi bất cứ thứ nào trong tủ quầy này thì tôi ăn cái tủ quầy đấy luôn. Cô nhân viên bán hàng bật cười, cô ta không tin Đinh Dũng có đủ tiền để mua 3 món đồ này. Đây là những món đồ quý giá nhất trong tiệm của cô ta, bày ở đây cũng đã hơn nửa năm trời, người hỏi thì nhiều nhưng lại không có ai mua nổi, phần lớn đều chỉ hỏi giá tiền sau đó lại bỏ qua. Mà những người hỏi mấy món đồ này đều là những người ăn mặc hàng hiệu. Một người ăn mặc tầm thường, trên người cùng lắm cộng lại cũng chỉ chừng 100 tệ giá trị quần áo như Đình Dũng thì cô ta đương nhiên không tin anh có thể mua nổi mấy món đồ này. Được, là cô nói đấy, Đình Dũng có phần tức giận. Anh chỉ vào 3 món đồ bằng vàng trong tủ quầy, nói, gói 3 món đồ này lại cho tôi. Tôi mua nó. Anh mua, đến tiền anh còn không hỏi mà đã nói mua rồi. Anh nghĩ là tôi có tin không? Nhân viên bán hàng cau mày, lên giọng. Đinh Dũng rút tấm thẻ ngân hàng từ trong túi quần ra đặt lên mặt bàn quầy, nói tin hay không tùy cô, cứ quẹt thì biết. Khi nói quẹt tiền, anh liền quay sang nhìn cô gái xinh xắn ban đầu. Chị quản lý, 3 món đồ này bao nhiêu tiền ạ? Cô gái kia nhìn quản lý với ánh mắt sợ hãi, hỏi nhỏ. Cô quản lý kia lên giọng mỉa mai, thế nào, cô tin anh ta thật à? Tôi thấy cô nghĩ đến thành tích nhiều đến mức điên rồi đấy. Không có ạ, chỉ là... Thôi bỏ đi, đừng nói tới 3 thứ này nữa. Chỉ cần cây châm kia cũng đã 350 triệu tệ. Cô quản lý kia khoát tay, nói ra giá tiền rồi nhìn sang Đinh Dũng như thể muốn thấy bộ dạng không có tiền mà định chuồn đi từ anh. Thế nhưng điều khiến cô ta không ngờ tới chính là Đinh Dũng lại đẩy thẻ ngân hàng, nói tôi mua 3 thứ này, bao nhiêu tiền thì cứ quẹt. Anh lấy hết sao ạ? Cô nhân viên bán hàng hỏi lại bằng giọng mừng rơn. Không sai, Đinh Dũng gật đầu, sau đó nói tiếp. Cô hỏi giám đốc của các cô xem nếu còn có loại tương tự thì tôi mua hết. Vâng, tôi đi gọi giám đốc liền ạ, cô nhân viên bán hàng vội gật đầu. Duy chỉ có chủ quản của cô ta là xứng người không phản ứng lại kịp, lúc này mới hỏi anh chắc là mua chứ. Một món lên tới vài triệu nhân dân tệ đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.